Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 9. Phi. Mộng Vũ vừa vặn ở bên ngoài, đang muốn nhảy vào trong hầm, nghe thấy mấy người nói chuyện, nhất thời trên mặt nóng lên một trận, nổi giận chạy đi. Mấy ngày sau đó, toàn bộ An Vĩnh Thành đều có vẻ tương đối yên tĩnh. Lạc Vân Thường cũng không có đi, mà là ở lại trong tiểu viện. Lý Vân Tiêu không dám gặp nàng, mới từ trong hố lớn đi ra, liền tìm cớ bế quan. Từ khi ở ngoài Phổ Dương Thành sử dụng ngũ thải thần không châm kích thích tiềm năng, thân thể tan tác rối tinh rối mù. Mấy ngày qua hoàn toàn là dựa vào các loại đan dược trấn áp thương thế, nếu không phải hắn tu tập bá thiên luyện thể quyết, lấy tu vi võ sĩ mạnh mẽ tăng lên tới vũ quân, sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Hiện tại bị Lạc Vân Thường ra sức đập một cái, tuy rằng lần thứ hai trọng thương, nhưng lực lượng chí dương chí cương kia bị lưu ly chi thể của hắn hấp thu vào, sau khi trải qua tiêu hóa, trái lại đối với thương thế lúc trước đưa đến hiệu quả bổ ích rất tốt. Cửu dương chân khí quả nhiên huyền diệu, không thẹn là chí bảo của Thần Tiêu Cung. Chẳng trách khoảng thời gian này thương thế của đại soái cùng Tiêu Khinh Vương so với ta dự đoán còn tốt hơn. Kha kha, chỉ không biết cuối cùng ai có thể chiếm được lợi ích to lớn này. Nguyên lai cửu dương chân pháp này còn có một huyền bí, năm đó Khúc Hồng Nhan đã từng nói với hắn, nữ tử tu luyện cửu dương chân pháp, nếu lần thứ nhất cùng nam nhân giao hợp, sẽ đem một tia thuần chân khí trong cơ thể độ đến trong cơ thể đối phương, từ đó phá vỡ cửu dương chân thân. Như vậy đối với song phương chỗ tốt đều là to lớn, nam nhân đạt được chân khí này, có thể khiến tu vi tăng nhiều. Mà nữ tử sau khi phá vỡ cửu dương chân thân, ở trong người sẽ sản sinh một tia cực âm. Đem thân thể nguyên bản là chí dương chí cương nhu hóa, âm dương giao hợp, tu vi cũng sẽ tăng nhanh như gió. Vì lẽ đó cửu dương chân pháp này chính là một kỳ bảo, đáng tiếc trên đời nữ tử nắm giữ chí dương thân thể, vạn người chưa chắc có một. Trăm ngàn năm qua người tu luyện phương pháp này, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thành tuyệt đại cường giả quát tháo phong vân. Lưu ly chi thể này ngược lại cũng cường hãn. Mặc dù là vũ vương cường giả cũng không chống đỡ được thiên điểu đan, dĩ nhiên có lực lượng miễn dịch, hiện tại uống nó căn bản không có hiệu quả, này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ phải luyện chế cửu khiếu phá ách đan? Cũng không biết có thể chịu đựng dược lực to lớn như vậy hay không, huống hồ nhất định phải là thuật luyện sư cấp 3 mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Mặc kệ, bắt đầu thu thập nguyên liệu cửu khiếu phá ách đan đi. Năm vị chủ tài, phân biệt là Lân Âm Chi, Thiên Lang Nham Địa Lan, Thần Vũ Tịnh Tinh, Huyền Lôi Huyết, Ngọc Hư Quả. Hiện tại ta chỉ có Lân Âm Chi, còn kém 4 vị, một cái so với một cái quý giá. Vơ vét nhiều phủ thành chủ như vậy cũng không có thể tìm ra, sợ là toàn bộ Thiên Thủy Quốc cũng chưa chắc sẽ có. Hắn trầm tư chốc lát, kiên định nói. Chờ việc nơi này giải quyết xong, sau khi Tần Nguyệt lên ngôi, ta liền đi hóa thần hải. Ở nơi đó, mặc dù không bại lộ thân phận, cũng có thể nhanh nhất tăng lên tu vi của mình. Hắn quyết định xong, liền bắt đầu điều tức. Trong cơ thể sau khi hấp thu cửu dương chân khí của Lạc Vân Thường, thương thế bắt đầu dần dần khỏi hẳn. Một khi tiến vào trạng thái nhập định, thân thể liền bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, hiển hóa ra lưu ly thân, hào quang lưu chuyển. Ở trong giới thần bi, linh hồn huyễn ảnh không ngừng rèn luyện hồn lực, mà chân thân ở trong mật thất thì không ngừng thổ nạp hấp thu nguyên khí, rèn luyện đan điền cùng kinh mạch. Bởi vì thể, khí, hồn cùng tu, Lý Vân Tiêu mỗi lên một cấp cần năng lượng vô cùng khổng lồ, năng lượng có thể làm cho những võ giả khác lên mấy tinh, ở trên người hắn lên một tinh cũng không đủ. Như vậy cũng làm cho hắn hầu như ở đồng cấp, hiếm có địch thủ. Đột nhiên, linh hồn ở trong giới thần bi cảm thấy khó chịu, khó có thể nhập định. Lý Vân Tiêu không tự chủ được từ trong nhập định tỉnh lại, chưa từng có tình huống như thế, hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Bầu trời nguyên bản ngưng tụ đại diễn thần quyết, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa, đột nhiên ở phía nam giới thần bi mơ hồ có một áng lửa phóng lên trời, như mây tía bốc cháy lên. Xảy ra chuyện gì? Dị tượng trong giới thần bi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bị giới hạn ở hồn lực quá yếu, căn bản là không có cách tìm kiếm không gian càng to lớn hơn bên trong. Chỉ là trơ mắt nhìn ánh lửa phía nam. Tựa hồ hóa thành một con phượng hoàng màu vàng, ở trên bầu trời bay múa, cuối cùng chậm rãi dập tắt. Chân linh hỏa phượng. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động không thôi, nhìn hình ảnh ngọn lửa kia dần dần biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nói.
Lẽ nào trong giới thần bi này còn có chân linh hỏa phượng tồn tại? Làm sao có khả năng? Kia là thần vật trong thiên địa, ngay cả kiếp trước ta cũng chưa từng gặp. Tâm thần bấn loạn, đã không cách nào yên ổn. Lý Vân Tiêu ở trong mật thất đột nhiên mở mắt, trở nên trầm tư. Không đúng, kia chỉ là bóng ảnh hỏa phượng. Trong truyền thuyết chân linh có thể qua lại hư không, làm sao sẽ bị vây ở trong huyền khí? Chỉ là lúc này xuất hiện dị tượng như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn trầm tư hồi lâu, không được kỳ giải. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh của Kế Mông. Vân Thiếu, đại soái có lệnh, hết thảy tướng lĩnh thức khắc đến phủ thành chủ thương thảo công việc. Lý Vân Tiêu nói. Biết rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy hướng phủ thành chủ mà đi. Trong phủ thành chủ bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị lên, mỗi một người đều sắc mặt tái xanh không nói lời nào. Lý Vân Tiêu đến hơi muộn, cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Trần Đại Sinh liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Đã liên tiếp phái ra 5 tốp thám báo, tất cả đều lặng yên không một tiếng động biến mất. Tổng cộng có 1,500 người, hai nhóm cuối cùng là trước sau hô ứng, mỗi người đều phân phối xuyên vân tiễn, nếu gặp nguy hiểm trực tiếp gửi thư báo ra. Nhưng cũng một đi không trở lại, không có tin tức gì. Lý Vân Tiêu cũng khá là giật mình. Ý của ngươi là, mỗi một nhóm thám báo, đều là trong nháy mắt giết chết, để cho bọn họ không kịp thả ra xuyên vân tiễn. Trần Lâm đầy mặt lo lắng, giải thích. Chiếu tình cảnh là có chuyện như vậy, nhưng sự thực không có đơn giản như vậy. Bởi vì mỗi lần phái ra 300 người, bọn họ chia làm rất nhiều tiểu đội, tỉ như 5, 6 người một đội, tra xét tin tức cũng phân ra hành sự. Không thể toàn bộ tiêu thất không một tiếng động. Hết thảy quan quân đều là một mặt khổ não, không mò ra manh mối. Trần Đại Sinh cũng sinh ra một tia buồn bực, giọng căm hận nói. Không hề có một chút tin tức nào, lão tử mang binh đánh giặc, là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Trong mắt Lý Vân Tiêu hơi có chút xúc động, hắn đi tới trước một cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Xem ra tình huống lúc trước ta nói, độ khả thi cực lớn. Bọn họ làm thực sự là không có sợ hãi, ôm cây đợi thỏ a. Con người của Trần Đại Sinh đột nhiên áp xúc, sợ hãi nói. Ý của ngươi là, bọn họ ở trong 3 cái trấn nhỏ kia bố trí lượng lớn cao thủ. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt nói. Không chỉ là cao thủ, hơn nữa khẳng định bố trí một trận pháp phạm vi lớn. Ta hoài nghi 3 cái trấn nhỏ này tất cả đều bị bao phủ ở trong trận pháp, bằng không hơn 1.000 người đi vào, không thể không có một người gửi thư báo. Trận pháp. Người ở đây đều sững sờ, ánh mắt dồn dập rơi vào trên người Cổ Vinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại sự tình huyền diệu này, cũng chỉ có thuật luyện sư mới có thể làm ra. Đại đa số người chỉ biết Cổ Vinh là thuật luyện sư cấp 2 đi theo đại quân, cũng không biết tình huống của Lý Vân Tiêu. Trải qua phân tích như thế, nguyên bản mấy người Lý Vân Tiêu có cũng được mà không có cũng không sao, phản phất có vẻ càng ngày càng trọng yếu lên. Trần Đại Sinh nghiêm nghị dò hỏi. Vậy nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Đại soái, trên bầu trời mặt nam xuất hiện dị tượng. Dị tượng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, từ chỗ ngồi bắn lên, phi thân đi ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời mặt nam, hiện ra đạo đạo hỏa vân, càng có kim quang ở trong đó lấp lóe. Bỗng nhiên biến ảo thành một con hỏa phượng ở trên trời bay lượt, đảo mắt lại từ trong đám mây lao xuống, biến mất ở trên bầu trời phương nam. Dĩ nhiên cùng dị tượng trong giới thần bi giống như đúc. Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, đột nhiên quát lên. Nguyên tử Tấn đại nhân, vừa nãy hỏa phượng kia hạ xuống là nơi nào? Nguyên tử Tấn cũng bị dị tượng vừa nãy làm cho khiếp sợ, nghe được có người gọi hắn, sau khi trầm tư liền nói. Đó là Phi Phượng Trấn, 3 tòa trấn nhỏ này đều tọa lạc ở dưới Phượng Hoàng Sơn, tương truyền trong núi có Phượng Hoàng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Phượng Hoàng Sơn, con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút nhanh, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, tự lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Trần Đại Sinh cả kinh nói. Vân Tiêu, ngươi biết gì rồi hả? Lý Vân Tiêu phất phất tay, xoay người đi vào trong phủ thành chủ. Đi vào nói sau đi. Rất nhanh, mọi người dựa theo vị trí của mình ngồi xuống, hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Ta rốt cuộc biết là xảy ra chuyện gì. Vừa nãy dị tượng trên bầu trời kia,
kỳ thực là điềm báo trước có báu vật xuất thế, bảo bối này nhất định cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Lần này Bách Chiến Quốc hành động, không hẳn là thật sự muốn xâm lược Thiên Thủy Quốc, mục đích là ở bảo bối này. Con người của Tiêu Khinh Vương thu nhỏ lại, ngưng tiếng nói. Bảo bối có thể xúc động thiên địa dị tượng, chỉ ở trong một ít truyền thuyết nghe qua, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Nếu Thiên Thủy Quốc chúng ta xuất hiện bảo bối, vậy dĩ nhiên không thể rơi vào tay Bách Chiến Quốc. Không sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Đại Sinh trầm giọng nói. Một lần điều động 800.000 đại quân che giấu, bảo bối này tất nhiên bất phàm. Việc này chúng ta không nên chậm trễ, vậy thì để đại quân mạnh mẽ công trấn. Ta không tin một trận pháp có thể nhốt được 800.000 đại quân. Lý Vân Tiêu không tỏ ý kiến, đừng nói trận pháp vây 800.000 đại quân, coi như là vây khốn 80 ức hắn cũng đã gặp, này cơ bản là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, trận pháp bất diệt, giết chóc không dứt. Nhưng Bách Chiến Quốc không thể có thực lực cường đại như vậy, hắn trầm tư nói. Vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng, nếu bọn họ dám trắng trợn làm như vậy, tất nhiên có chỗ dựa. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên đi tra xét một phen thì tốt hơn. Tra xét. Trần Đại Sinh trừng mắt, cười khổ nói. Thám báo ưu tú nhất tất cả đều một đi không trở lại, còn tra xét làm sao? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Lần này liền để ta đi. Ngươi. Trần Đại Sinh nhất thời trầm mặc, theo Lý Vân Tiêu xác thực là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở trong lòng Trần Đại Sinh, an nguy của hắn so với 800.000 đại quân còn nặng hơn. Không thể. Lạc Vân Thường lạnh lùng nói. Ta không đồng ý. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng rốt cục lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn sang, nhưng gặp phải ánh mắt như lưỡi dao kia, sợ đến vội vàng rụt trở về, quay đầu đi. Như vậy đi, ta đi theo Vân Thiếu, vấn đề sẽ không lớn à. Tiêu Khinh Vương mở miệng cười nói. Huống hồ ta cũng muốn gặp bảo bối có thể xúc động thiên địa dị trượng, xem như là mở mang tầm mắt. Lý Vân Tiêu từ chối nói. Không thể. Người nhất định phải có chí dương chân khí của Lạc lão sư trấn áp hàn độc, bằng không phản phệ ngược lại sẽ trở thành phiền toái, để kế mông theo ta liền được. Lạc Vân Thường đột nhiên đứng lên, lớn tiếng cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người xem lời ta nói là không khí sao? Nơi này là hai quân đối chiến, người xính anh hùng cái gì? Mặc dù là quát mắng, nhưng tâm ý quan tâm lộ rõ trên mặt. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật. Dáng dấp nổi giận của Lạc Vân Thường dịu xuống, đầy vẻ khó tin, hồ nghi nói. Thật sự, Lý Vân Tiêu gật đầu cười khẽ. Lúc này Lạc Vân Thường mới cau mày ngồi xuống, không nói nữa. Tất cả mọi người một mảnh ngạc nhiên, con người chừng đi ra, không biết hai người giao lưu cái gì, nhanh như vậy liền đạt thành hiệp nghị. Trần Đại Sinh vẫn lo lắng nói. Vân Tiêu, người thật sự quyết định đi. Đương nhiên. Lý Vân Tiêu cười nói. Hiếm thấy có thứ tốt, làm sao cũng phải đi phát tài mới được. Trần Đại Sinh gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi, nhớ phải lấy an toàn làm trọng. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Hắn cùng kế mông trong nháy mắt biến mất ở trong phủ thành chủ, tất cả mọi người đều thấy hoa mắt, nhất thời ngạc nhiên. Lạc Vân Thường nhìn thân ảnh biến mất ngoài cửa, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết nồng đậm. Hai người lao nhanh, so với Tuấn Mã còn nhanh hơn mấy lần, Phượng Hoàng Sơn cách An Vĩnh Trấn chỉ hơn 100 dặm, sau nửa canh giờ, liền mơ hồ nhìn thấy mô hình phi Phượng Trấn. Lúc này mới chậm lại bước chân. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn trên bầu trời xa xăm. Trong khoảnh khắc, từng đạo thần thức điên cuồng từ trong cơ thể tản ra, hướng về phi Phượng Trấn phóng ra. Thần thức của hắn so với thuật luyện sư cấp 2 còn muốn mạnh mẽ, rất nhanh xung kích bầu trời phi Phượng Trấn, lập tức bị một luồng lực lượng kỳ dị ngăn trở, không cách nào thâm nhập nửa phần. Hừ! Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng. Đồng thuật, yêu nguyệt. Hai con mắt của hắn biến thành trăng lưỡi liềm đỏ như màu máu, rất nhanh tình hình trong trấn nhỏ bắt đầu hiện lên ở trong con ngươi. Phía trong nhà dân kéo dài, tất cả đều là âm u đầy tử khí, không có nửa phần sinh cơ. Trên đường phố, ngang dọc tứ tung tất cả đều là thi thể, ngoại trừ quân nhân, còn có bình dân. Quả nhiên những thám báo kia tất cả đều chết ở trong đó, dân nguyên chú cũng bị tàn sát hầu như không còn.
trên trấn ngoại trừ tàn tạ khắp nơi, thì không có bất kỳ sinh cơ. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ trong Phượng Hoàng Sơn truyền ra. Con người của Lý Vân Tiêu khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ là sắc mặt có chút ửng hồng, hiển nhiên là tiêu hao không ít hồn lực. Kế Mông không nhịn được hỏi. Vân Thiếu, làm sao? Lý Vân Tiêu hơi điều tức chốc lát, mở hai mắt ra, bình tĩnh nói. Đều chết hết, trên tiểu trấn không một người sống. Trong con người Kế Mông tuôn ra một vẻ tức giận, trầm giọng nói. Chẳng lẽ toàn bộ người đều tiến vào Phượng Hoàng Sơn? Lý Vân Tiêu nhìn về trấn nhỏ yêu dị ở phía trước, chậm rãi nói. Không hẳn, tình huống nơi này so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Những người trong trấn kia, chết cực kỳ quái dị. Chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Hai người đem lòng cảnh giác tăng lên đến mức cao nhất, bắt đầu từng bước một hướng trấn nhỏ này đi đến. Rất nhanh, tựa hồ xuyên qua một tầng sức mạnh, thật giống như trên người có đồ vật gì lướt nhẹ qua. Hai người biết đã tiến vào bên trong trận pháp. Cảnh tượng trước mắt quả nhiên cùng đồng thuật nhìn thấy giống như đúc, chỉ có điều càng thêm giật mình, hơn nữa mùi hôi thối trùng thiên tản mát ra, nếu không phải tu vi hai người đủ sâu, sợ là đã sớm nôn mửa không xong rồi. Dù vậy cũng dồn dập nhíu mày. Quả thực là xúc sinh. Kế Mông âm trầm cả giận nói. Người Bách Chiến Quốc quá mức ác độc, ngay cả bình dân cũng không buông tha. Hai người nhìn từng hình ảnh mà giật mình, nhưng vẻ mặt của Lý Vân Tiêu lại càng ngày càng nghiêm nghị. Chậm rãi nói. Giết bình dân, là vì không cho tin tức tiết lộ. Ta hiện tại quan tâm nhất chính là, những người này đến cùng là chết như thế nào. Ngươi xem vết thương trên người bọn họ, căn bản không phải là loài người gây nên. Kế Mông cả kinh, nhìn từng bộ thi thể kia, quả nhiên vết thương trên người đều mơ hồ, thật giống như là bị dã thú cắn xé. Hắn cả kinh nói. Lẽ nào là, bước tiến dưới chân Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại. Tựa hồ từng luồng khí tức yếu ớt từ bốn phương tám hướng chuyển đến, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều, ánh mắt của hắn chìm xuống, sắc mặt lãnh đạm nói. Quả nhiên, là yêu thú. Kế Mông ngơ ngác nhìn bốn phía, đột nhiên từ trong nhà dân chung quanh phát sinh tiếng ong ong không ngừng, từng đạo hào quang nhỏ yếu nổi lên, càng ngày càng nhiều, thật giống như đom đóm, trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ vây quanh. Những thứ tỏa ánh sáng kia tựa như ong mật, không ngừng phát sinh minh thanh, nhưng lại giống đom đóm, phần sau có ánh sáng. Thân thể to như nắm tay, khuôn mặt đáng ghét như con ruồi. Cả người Kế Mông sờn cả tóc gáy lên, những đồ vật này nếu gặp phải một hai con, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt, trực tiếp giết là được. Thế nhưng đảo mắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ trấn nhỏ trong nháy mắt liền bị loại vật này bao trùm. Vân Thiếu. Những vật này là thứ gì? Mỗi một cái dĩ nhiên có tu vi võ sĩ. Kế Mông chỉ cảm thấy tê cả da đầu, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn con yêu trùng, trên người tản mát ra khí tức, dĩ nhiên mỗi con đều là nhất nguyên cảnh. Một cấp yêu thú A tị thi trùng, chính là một loại yêu thú dựa vào hấp thu chất dinh dưỡng của thi thể trưởng thành. Thực lực thấp, nhưng số lượng khổng lồ, nếu có địa phương thi thể trồng chất thành núi, rất dễ dàng sinh sôi nảy nở. Lý Vân Tiêu nhìn trên thi thể bốn phía thỉnh thoảng bốc lên từng con A tị thi trùng, lúc này mới lạnh lùng nói. Chẳng trách sẽ biến thành dáng vẻ ấy, hóa ra là vì bồi dưỡng những thứ đồ này. Xem trong đó rất nhiều là mới từ ấu trứng ấp đi ra, thực lực không mạnh. Nhưng cũng có số ít lão trùng, sợ là có tu vi đỉnh cao võ sĩ. Kế Mông nói. Coi như tu vi chỉ có võ sĩ, nhưng số lượng này... Lý Vân Tiêu từ trên người rút ra thái âm hàn kiếm, cười lạnh nói. Không cần lo lắng, loại sâu bọ này không có trí khôn, cũng không bị người chỉ huy, chỉ là trong buồn nôn mà thôi. Rất dễ giết, người xem. Hắn giơ trường kiếm lên, đột nhiên chém xuống, một đạo chân khí cực hàn phá không mà đi. Những A tị đó thi trùng kia tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, dồn dập kêu to lui lại, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, vẫn như cũ có hơn 10 con bị kiếm khí chém trúng. Trực tiếp đọng lại thành băng ở trên không trung, rơi xuống đất nát tan. Chiêu kiếm này tựa hồ kích thích A tị thi trùng, dồn dập phẫn nộ ong ong rít gào lao xuống. Trong lòng Kế Mông hơi định lại, nhưng nội tâm cũng cười khổ không thôi. Bản thân Lý Vân Tiêu cũng chỉ có tu vi võ sĩ, nhưng một chiêu kiếm trực tiếp giết chết hơn 10 yêu thú nhất nguyên cảnh, chuyện này. Cũng may hắn sớm đã quen, nhất thời đem tinh thần chấn động, rút nhuyễn kiếm ra, múa vài đạo kiếm hoa. Đem hai người bảo vệ.
Ở ngoài ánh kiếm, hoa đào nở rộ, mỗi một đóa hoa đào sinh trưởng tiêu tan, đều có một con A tỷ thi trùng bị cắn giết. Ta không cần bảo vệ, người tận lực giết trùng là được. Không cần dùng chiêu thức quá đẹp đẽ, chưa chút khí lực đến mặt sau. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, chỉ thấy bước tiến dưới chân hắn biến hóa liên tục, không ngừng tránh né công kích, thái âm hàn kiếm trong tay hời hợt chém ra, mỗi lần đều có thể chặt bỏ hơn 10 con thi trùng. Kế Mông cả kinh, nhất thời hiểu được, đem chiêu thức đơn giản hóa thành xoay ngang dựng đứng, nhất thời A tỷ thi trùng ngã xuống càng nhiều. Rất nhanh thi thể thi trùng ở bên cạnh hai người chồng chất như núi, trên bầu trời minh thanh cũng yếu dần, còn lại mấy trăm con như thiêu thân lao đầu vào lửa bị giết chết. Đột nhiên giữa bầu trời có một đạo hắc vân thổi qua, ánh mặt trời trên tiểu trấn bị che chắn, hai người cảm thấy tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời ngơ ngác nhảy dựng lên. Này ở đâu là mây đen gì, dĩ nhiên là bốn con A tỷ thi trùng cực kỳ khổng lồ nối liền cùng nhau, mỗi con đều to bằng cái thớt, đột nhiên nhào bay xuống. Bốn con A tỷ thi trùng này thực lực ở nhị phân cảnh giới, hiển nhiên là tồn tại vương giả trong A tỷ thi trùng. Sở dĩ hai người giật mình là bởi vì dáng vẻ quá buồn nôn, dạ dày lăn lộn, yết hầu muốn ói ra. Bốn con A tỷ thi trùng tựa hồ hơi có chút trí tuệ, thật giống như có thể phân biệt ra được hai người mạnh yếu, tất cả đều hướng về Lý Vân Tiêu cắn xé. Kế Mông cả kinh, đang muốn giết tới cứu viện, nhưng nhìn thấy một đạo hàn quang lướt qua, từng đóa hoa sen ở trên không trung nở rộ. Thanh liên kiếm ca. Không trung liên tiếp sắp xếp ra 7 đóa băng liên to lớn, rơi trên mặt đất, hình thành một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ vui tai vui mắt. Bốn con vương giả A tỷ thi trùng đều bị đông lại ở trong đó. Nguyên bản con sâu rất buồn nôn, sau khi biến thành tác phẩm nghệ thuật, trái lại có một loại mùi vị đặc biệt, trở nên cũng không phải ác tâm như vậy. Kế Mông xem mà trong mắt sáng ngời, tựa hồ có lĩnh ngộ. Hắn học theo chém xuống một kiếm, 7 đóa hoa đào to lớn ngang trời sắp xếp ra, cánh hoa ở dưới gió thổi hóa thành từng đạo mảnh vỡ, giống như đầy trời lạc tuyết, hướng về A tỷ thi trùng còn lại bao phủ đi. Hoa rơi là vật vô tình nhất, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Mảnh vỡ cánh hoa bắn nhanh mà đi, đột nhiên hóa thành chút hào quang màu vàng, như vạn tiễn xuyên tâm mà qua, mấy trăm con A tỷ thi trùng còn lại dồn dập bị ánh vàng đánh xuyên qua thân thể, rớt xuống. Lý Vân Tiêu cười nhìn khen. Không tệ, kiếm ý của ngươi so với trước càng cao minh hơn, sợ là không lâu sẽ đột phá. Kế Mông tâm có cảm ngộ, nhưng nơi đây hiển nhiên không thích hợp dừng lại tu luyện, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hai người nhìn trùng thi đầy đất, đâu đâu cũng có chất lỏng màu xanh lục, buồn nôn không thôi, vội rời Phi Phượng Trấn, hướng về Phượng Hoàng Sơn chạy đi. Trước một vách đá to lớn trong Phượng Hoàng Sơn, một đám người đang nín thở ngưng thần nhìn đồ án trên vách đá biến hóa. Lục mang không ngừng hướng về bát phương tản ra, ở trong lục mang, có một đồ án hỏa phượng đang bay múa. Một trung niên tóc đỏ đang nghiêm nghị khống chế biến hóa trên đồ án, hiện ra dị thường vất vả cùng nghi hoặc. Mỗi một lần đánh ra linh quyết, đều phải suy tư nửa ngày, hoa văn trên bức đồ án kia phần lớn đã phóng ra hào quang màu bạc, chỉ có số rất ít là u ám. Đột nhiên một nam tử cưỡi sư tử biến sắc, từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đã vỡ vụn thành mấy khối nhỏ. Con ngươi của hắn thu nhỏ lại, năm ngón tay dùng sức chảo, ngọc bội kia nhất thời bị nắm thành phấn vụn, thổi tan ở trong gió. Hứa Bình Hồng, làm sao? Một lão giả khẽ vuốt cằm, ánh mắt lấp lóe hỏi. Nam tử kia vẻ mặt bất biến, từ tốn nói. Ta bố trí bốn con A tỷ thi trùng tại Phi Phượng Trấn đã bị người giết. Long mắt lão giả thần quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Rốt cục có người xông tới sao? Hi hi, Hứa sư huynh, mấy con sâu của ngươi chỉ là đồ bỏ đi, bị người giết không phải rất bình thường sao? Một nữ tử yêu dị khẽ cười nói, cái trán của nàng hơi gối trên vai một tên nam tử ở bên người, dường như tiểu nương tử ôn nhu săn sóc. Lão giả ngưng tiếng nói. Không thể bất cần, các ngươi ai đi giải quyết một chuyến? Tên nữ tử yêu dị kia ôn nhu nói. Chỉ là một ít chuột nhỏ mà thôi, vậy để ta cùng tả sư huynh đi a. Hứa Bình Hồng lạnh lùng nhìn nàng cùng nam tử bên người một chút, lãnh đạm nói. Giết là A tỷ thi trùng của ta, liền để ta đi a. Một mình ta liền được rồi. Hắn nói xong liền cưỡi sư tử, xoay người hướng về dưới ngọn núi lao đi. Một tên nam tử cả người khí âm hàn ngưng tiếng nói. Nghe nói lần này Tiêu Khinh Vương cũng tới,
nếu hắn cũng tiến vào Phi Phượng Trấn, ta sợ Hứa sư đệ không phải đối thủ. Ông lão cau mày trầm tư nói. Tiêu Khinh Vương bị cực hàn chân khí của ngươi tổn thương 5 năm, coi như khôi phục cũng là tu vi đại giảm, không đáng sợ. Huống hồ Hứa Bình Hồng có Huyền Lôi Kinh Vân Hống, coi như thật sự gặp phải Vũ Vương cường giả, cũng không đến nỗi bị thua. Chúng ta yên lặng xem biến hóa, nếu có dị động lại phái người đi. Nam tử cả người khí âm hàn kia chính là Bách Chiến Quốc Vũ Vương cường giả Dịch Tiểu Sơn, hắn đối với lão giả cung kính nói. Vâng, sư thúc. Ông lão này tên là Tề Chân Tử, chính là vô thượng cung phó cung chủ của Hỏa Ô Đế Quốc. Mà nữ tử yêu dị kia tên là Tôn Tu Mỹ, cùng nam tử bên người nàng Lệ Văn Thạch vừa là đồng môn, lại là phu thê. Vị nam tử hết sức chuyên chú phá giải trận pháp kia gọi là Hồ Diên Minh, còn có một nam tử ngồi xếp bằng đả tọa tên là Tống Thành Thiên, cộng thêm Dịch Tiểu Sơn cùng Hứa Bình Hồng, hợp xưng vô thượng lục tử. Tôn Tu Mỹ ẩn tình đưa tình cười lên. Dịch sư huynh, người ở Bách Chiến Quốc đợi nhiều năm như vậy, chờ việc nơi này kết thúc, liền theo chúng ta về vô thượng cung thôi. Sư phụ lão nhân gia rất tưởng niệm ngươi. Trên mặt Dịch Tiểu Sơn có chút cô đơn, thở dài nói. Năm đó được quốc vương Bách Chiến Quốc thi ân, không cầu báo đáp. 10 năm nay ta một lòng một dạ muốn cho Bách Chiến Quốc thăng cấp thành thượng vị quốc, nhưng chung quy không thể được. Lập tức 5 năm một lần bài vị chiến liền đến, lần này chính là cơ hội to lớn nhất. Chờ bài vị chiến kết thúc, ta sẽ không còn gì tiếc nuối. Đến thời điểm tự nhiên trở lại vô thượng cung, từ đây mặc kệ thế tục, một lòng võ đạo. Tống Thiên Thành vẫn ngồi ngay ngắn điều tức đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang lấp lóe nói. Dịch sư huynh, người đi rồi ta sẽ khó gặp địch thủ, một người cô quạnh. Trong con người Dịch Tiểu Sơn ý cười lấp lóe nói. Tống sư đệ đã là bát tinh vũ vương, sư huynh từ lâu không phải là đối thủ rồi. Hắn lười biếng đáp, nhưng trong mắt là dáng vẻ không chịu thua chút nào, trái lại chiến ý ngập trời. Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông đi tới cuối Phi Phượng Trấn. Phía trước chính là Phượng Hoàng Sơn. Hai người đang chuẩn bị bước vào núi, đột nhiên một luồng uy thế nhàn nhạt truyền đến, thình lình phát hiện dưới chân núi có một trung niên cưỡi một con sư tử lẳng lặng đứng ở đó. Tựa hồ Hứa Bình Hồng chờ hơi thiếu kiên nhẫn, lười biếng nói. Ta còn tưởng rằng tiến vào là đại lão gì, không ngờ lại là nhị tinh vũ quân cùng cửu tinh võ sĩ. Hắn một mặt xem thường cười nhạo nói. Đồ bỏ đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Ngươi không cần giới thiệu tên của mình, chúng ta không có hứng thú biết. Được lắm tiểu tử Linh Nha lợi miệng, vậy ta sẽ đưa các ngươi quy thiên, sau đó sẽ dùng thi thể các ngươi nuôi hai con A Tị thi trùng. Trong mắt Hứa Bình Hồng lóe ra một vẻ tức giận, nhưng rất nhanh bị sát ý thay thế, cả người trực tiếp bay lên trời, một trường kinh lôi, hướng về trên người Kế Mông hạ xuống. Hắn dự định trước tiên đánh gục vũ quân này, còn võ sĩ kia, ở trong mắt hắn ngay cả ăn sáng khai vị cũng không đáng. Lý Vân Tiêu cũng không nhúc nhích, mà là nhìn chằm chằm đầu sư tử kia của Hứa Bình Hồng nửa ngày, lúc này mới ngạc nhiên cười nói. Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Cha cha, ta vừa vặn thiếu hụt huyền lôi huyết, ông trời liền đưa tới huyền lôi thú cho ta. Kế Mông, ngươi ngăn cản tên này, ta tới đối phó con yêu thú kia. Bên kia Hứa Bình Hồng vừa nghe Lý Vân Tiêu nhận ra vật cưỡi của mình, nhất thời trong lòng cả kinh, nhưng nghe hắn nói muốn đối phó huyền lôi kinh Vân Hống. Nhất thời thấy buồn cười lên. Nghề nghiệp của hắn là một tên ngự thú sư cực kỳ ít ỏi, hơn nửa thời gian đều đặt ở làm sao điều động yêu thú. Trải qua nhiều năm khổ tu, lúc này mới có thể miễn cưỡng điều động cấp 5 yêu thú huyền lôi kinh Vân Hống, vậy mà một võ sĩ lại nói muốn đối phó nó, nhất thời để hắn dở khóc dở cười. Lại không nói yêu thú giã tính thị huyết cùng thân thể mạnh mẽ, coi như là một con yêu thú cấp 5 dịu ngoan, cũng tương đương với nhân loại ngũ hành cảnh vũ vương A. Nhưng Kế Mông lại không cảm thấy buồn cười một chút nào, nếu Vân Thiếu nói, này liền sẽ không sai. Nguyễn kiếm của hắn đột nhiên ra tay, quát khẽ. Giải phong. Nhất thời hóa thành một con trường xà, hướng về Hứa Bình Hồng bao phủ đi. Hứa Bình Hồng là tứ tinh vũ quân cường giả, hắn không dám khinh thường, vừa lên liền toàn lực làm, đem đối phương kéo vào trong khổ chiến. Bên kia Lý Vân Tiêu cười hì hì đi về phía huyền lôi kinh Vân Hống, dáng vẻ cợt nhả. Tuy rằng yêu thú không có trí khôn, nhưng cũng có trực giác mà nhân loại khó có thể so sánh. Nó lập tức cảm thấy lai giả bất thiện, thân thể nằm trên mặt đất lập tức đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, thật giống như lúc nào cũng có thể nhào tới.
Ai da, chớ sốt sắng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nói. Hài tử, vì sao ngươi xấu như thế? Bắt nạt, lừa dối, vì sao ngươi làm được? Học làm hài tử ngoan, tương thân tương ái, quan tâm liền ở trong lòng, tràn ngập sắc thái. Ai da, ngươi mau trở lại, ta ôm ấp vẫn vì ngươi mở ra, ai da, phải chân tâm hối cải. Hống, Huyền Lôi Kinh Vân Hống kia cũng không chịu được, nó không biết nôn mửa, chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, cho thấy nội tâm của mình phẫn nộ cùng buồn nôn. Sau khi nó phẫn nộ giống to, đột nhiên con mắt giống như chuông đồng ngơ ngác dại ra. Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu đã biến thành trăng lưỡi liềm màu đỏ, trên mặt yêu dị không nói ra được, ôn nhu nói. Vào đi, bảo bối. Cả người Huyền Lôi Kinh Vân Hống run rẩy, một loại cảm giác đến từ sâu trong linh hồn để nó run rẩy một hồi, nhất thời phát hiện bầu trời trước mắt hoàn toàn thay đổi, mình lại ở trong một mảnh trời quang vạn dặm không mây. Lý Vân Tiêu nguyên bản đứng ở trước mặt, chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng ở xa xa. Hắn cười tủm tỉm đứng lên, từng bước một hướng về mình đi tới, khẽ cười nói. Bảo bối, đừng sợ, nơi này là trong giới thần bi, ta chỉ là lôi một hồn một phách trong ba hồn bảy vía của ngươi vào mà thôi. Yêu thú so với nhân loại, lực lượng cùng thân thể mạnh mẽ, ở cùng cấp so với nhân loại mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng thiếu hụt duy nhất chính là thần thức cực yếu, đồng thời trí tuệ không đủ. Một khi gặp gỡ loại cường giả am hiểu công kích linh hồn như Lý Vân Tiêu, liền dị thường bị động. Huyền Lôi Kinh Vân Hống nghe không hiểu, nhưng bản năng cảm giác được một tia sợ hãi. Đặc biệt trên bầu trời không ngừng hiện ra văn tự màu vàng, để nó sinh ra một luồng run rẩy cùng bất an đến từ đáy lòng. Một loại bản năng đến từ trong huyết mạch, bị loại cảm giác áp bách kia mạnh mẽ kích phát ra, hai con mắt nó nhất thời trở nên đỏ chót, hét lớn một tiếng liền hướng về Lý Vân Tiêu đánh tới. Linh hồn huyễn ảnh của Lý Vân Tiêu hóa thành ánh vàng tiêu tan, rất nhanh lại ở trên bầu trời ngưng tụ thành hình, trên mặt cười nhạt bất biến. Ở trong giới thần bi, có đại diễn thần quyết tẩm bổ, linh hồn của hắn so với ở bên ngoài còn cường đại hơn mấy lần, coi như là thuật luyện sư cao hơn hắn mấy cấp, linh hồn huyễn ảnh trực tiếp đi vào, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ngự thú sư hắn cũng biết đến, thông thường đều là thông qua một ít huyền khí phụ trợ, thêm vào các loại bí pháp đối với yêu thú tiến hành khống chế nhất định. Tỷ như trên cổ con Huyền Lôi Kinh Vân Hống này treo một quả lục lạc, chính là huyền khí phụ trợ. Lý Vân Tiêu kéo nó vào trong giới thần bi, là muốn dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ của mình thu phục nó. Ở bên ngoài Hứa Bình Hồng hơi kinh hãi, sau khi thấy vật cưỡi của mình hét lớn một tiếng, liền bắt đầu nằm ở đó không nhúc nhích. Mà võ sĩ kia cũng ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ hai người đang nhìn nhau. Chỉ có điều trong tròng mắt Huyền Lôi Kinh Vân Hống là một mảnh mờ mịt. Tiểu Huyền, Tiểu Huyền. Hứa Bình Hồng hô to vài tiếng, nhưng không có một chút hiệu quả nào. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tựa hồ hơi sửng sốt một chút, lại khôi phục vẻ mờ mịt. Hứa Bình Hồng kinh hãi đến biến sắc, lúc này nội tâm mới lo lắng lên. Dựa theo tiêu chuẩn ngự thú thuật, Huyền Lôi Kinh Vân Hống này đã bị hắn huấn ngự đến trình độ 80%. Trong ngày thường hầu như là không thể sản sinh phản bội, nhưng giờ khắc này sử dụng bí pháp gọi vài câu, lại ngoảnh mặt làm ngơ, điều này làm cho hắn có thể không sợ hãi, không giận sao. Phải biết con yêu thú cấp 5 này là tiêu tốn toàn bộ tài nguyên cùng tâm huyết của hắn dốc lòng bồi dưỡng, hầu như chính là sức chiến đấu cùng lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Hắn lập tức nhớ tới vừa nãy tiểu tử kia nói muốn đối phó vật cưỡi của mình, nhất thời không cười nổi nữa, nội tâm chỉ có một mảnh kinh nộ. Hắn hận không thể lập tức bay qua giết chết tiểu tử kia, nhưng tên vũ quân trước mắt này lại càng đánh càng hăng, mình rõ ràng cao hơn hắn hay sao, không chỉ không làm gì được đối phương, trái lại thỉnh thoảng gặp nguy hiểm, để hắn vừa vội vừa giận. Xúc sinh, kinh lôi thanh quang phá. Hắn giận dữ không thôi, lấy ra một đôi song hoàn hợp lại là một, nhất thời ánh chớp đan sen lấp lóe, mơ hồ có lôi đỉnh oai, mạnh mẽ kích xuống. Kế Mông không hoảng không vội, tâm tình như nước. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là nhị tinh vũ quân, nhưng ở trên lĩnh ngộ đã vượt xa đối phương, chỉ cần mình bình tĩnh ứng chiến, cuối cùng nhất định có thể thắng. Đào hoa kiếm ý. Trường kiếm bay lên, một đóa hoa đào to lớn từ trong hạt giống nảy mầm, trong nháy mắt nở rộ, vô số ánh vàng tỏa ra, đem kinh lôi này thôn phệ vào. Thế nhân cười ta quá điên cuồng, ta cười thiên hạ chẳng nghĩ thông. Chẳng biết ngũ lăng hào kiệt mộ, không hoa không tử quốc canh điền. Một bức tranh hoa đào, đột nhiên ở dưới kiếm của hắn triển khai,
như đặt mình trong vô tận hoa đào, cuồng ca đối ẩm, thật là thoải mái. Kiếm của Kế Mông càng múa càng nhanh, càng múa càng hào hiệp bất kham, tiêu sái như thường. Vạn điểm hoa đào ở quanh thân từng đóa nở rộ, rất nhanh bao phủ cả Hứa Bình Hồng. Không thể! Hứa Bình Hồng giống to, kinh nộ liên tục. Súc sinh, ngươi làm sao có khả năng vượt qua ta? Nhưng thực tế tàn khốc để hắn lập tức tuyệt vọng, điên cuồng hướng về Huyền Lôi Kinh Vân hống thét lên ầm ĩ. Tiểu Huyền, cứu ta! Lần này so với lần trước còn thảm, Huyền Lôi Kinh Vân hống ngay cả ngạc nhiên một hồi cũng không có, giống như hoàn toàn không có nghe thấy lời nói của hắn. Trái tim của Hứa Bình Hồng đột nhiên chìm xuống, hắn không dám tái chiến, vội vàng bước ra muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Kế Mông cười lạnh, chiêu kiếm mà lúc trước Lý Vân Tiêu biểu diễn ở trên Phi Phượng Trấn, lần thứ hai hiện lên ở trong đầu, trong miệng bỗng nhiên quát lên. Thanh Liên kiếm ca. Nguyễn kiếm của hắn ngang trời quét ra, nở rộ cũng không phải thanh liên, mà là hoa đào, nhưng là kiếm ý của Thanh Liên kiếm ca. Bảy đóa hoa đào to lớn lần thứ hai hiện lên ở trong hư không, so với thời điểm ở trên tiểu trấn còn muốn rực rỡ nhiều lắm. Gió nhẹ thổi, hoa nở hoa tàn, vạn điểm hồng quang bay xuống, bao phủ mà lên. Trong lòng Hứa Bình Hồng cả kinh, ngơ ngác nhìn cánh hoa hạ xuống đầy trời, cũng không nhịn được nữa dùng hết toàn lực hét lớn. Sư thúc cứu ta! Âm thanh rung trời, truyền vào trong Phượng Hoàng Sơn. A! À, đáng tiếc hoa đào đã mất, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Hứa Bình Hồng kêu thảm một tiếng, chết ở dưới hơn vạn hoa đào, tình cảnh dị thường xinh đẹp. Kế Mông liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu ở xa xa, không dám đánh gãy. Hơn nửa giờ khắc này trong cơ thể mơ hồ có một loại cảm giác sao động, hắn mừng rỡ như điên, vội vàng ngồi xuống bắt đầu điều tức, này chính là triệu chứng đột phá. Thời gian chậm chậm trôi qua, nguyên khí trong cơ thể hắn rốt cục phá tan tầng bình cảnh kia, bước vào Tam Tinh Vũ Quân. Kế Mông không thể tin tưởng quan sát nguyên khí lưu động trong cơ thể mình, một loại cảm giác kích động lan tràn toàn thân. Một tháng trước, hắn mới là Thất Tinh Đại Vũ Sư, đời này mơ ước lớn nhất chính là có một ngày có thể bước vào Vũ Quân cảnh giới. Không nghĩ tới theo Lý Vân Tiêu mới một tháng, đã phá liền 6 sao, trở thành Tam Tinh Vũ Quân. Hắn hơi mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu đang ở một bên lẳng lặng nhìn hắn mỉm cười. Vân Thiếu! Hắn có chút cảm động hô một câu. Không tệ! Lý Vân Tiêu không tiếc rẻ chút nào tán dương. Vừa nãy chiêu kiếm đó thật có chút mùi vị của Thanh Liên kiếm ca, có điều còn kém rất xa. Nhưng bằng lĩnh ngộ hiện nay của ngươi, bước vào Tam Tinh Vũ Quân cảnh giới là thừa sức. Nội tâm Kế Mông có thiên ân vạn tạ. Nhưng lại kẹt ở yết hầu không cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn đột nhiên nhìn thấy Huyền Lôi Kinh Vân Hống đứng ở một bên, nhất thời thất kinh nói. Vân Thiếu, chuyện này. Lý Vân Tiêu cười hì hì vỗ vỗ Huyền Lôi Kinh Vân Hống, cười nói. Hiện tại Tiểu Huyền là bằng hữu của chúng ta. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tựa hồ vì xác minh hắn, nhất thời làm nũng tự uốn éo thân thể, đồng thời dùng đầu cọ lấy tay Lý Vân Tiêu mấy lần, dáng dấp như một bảo bảo. A. À. Kế Mông há hốc miệng, có chút không biết làm sao. Trên người con yêu thú này tản mát ra khí tức hắn cũng có thể cảm nhận được, tuyệt đối là Vũ Vương, ngay cả hắn cũng muốn run rẩy mấy phần, hiện tại lại như con mèo nhỏ. Đối với thần thông của Lý Vân Tiêu, hắn lần thứ hai cảm thấy không thể nói gì. Đi thôi, hiện tại có Tiểu Huyền hỗ trợ, chúng ta vào trong núi càng dễ dàng. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ thân thể Huyền Lôi Kinh Vân Hống, hai người một thú. Liền hướng về bên trong Phượng Hoàng Sơn chạy đi. Đột nhiên một đạo công kích lăng liệt từ trên núi lao xuống, chỗ đi qua cây cối núi đá toàn bộ hóa thành cho bụi, một quỹ tích chân không ở dưới trùng kích hình thành, chỗ sức mạnh trực chỉ, chính là hai người Lý Vân Tiêu. Tránh ra! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, hai người một thú nhất thời bay lên, tránh ra rất xa, cảnh giác nhìn bóng người trên núi. Tôn Tu Mỹ vẫn như cũ mềm mại kề sát ở trên vai Lệ Văn Thạch. Ẩn tình đưa tình nhìn hai người Lý Vân Tiêu, trong con ngươi nàng lướt qua một tia kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Làm sao con sư tử của Hứa sư huynh cũng bị các ngươi thu phục? Lệ Văn Thạch một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người. Ta còn tưởng rằng tiến vào là đại lão gì, chỉ là Tam Tinh Vũ Quân cùng Cửu Tinh võ sĩ, đồ bỏ đi. Hắn một mặt xem thường cười nhạo nói. Hứa sư huynh ngay cả run rế trình độ như thế này cũng thu thập không xong, chết thật đáng đời. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn có chút không biết nói gì.
các ngươi cùng tên kia là đồng môn, ngay cả nói cũng giống như đúc, chẳng lẽ các ngươi cũng gọi là đồ bỏ đi? Đồ bỏ đi tông, này đúng là chưa từng nghe tới. Lệ Văn Thạch biến sắc, lạnh lùng nói. Tiểu tử muốn chết, sư muội, ngươi kiềm chế đầu xúc sinh kia, chờ ta giết hai con chuột này, lại cùng ngươi đồng thời giải quyết nó. Nghe nói tinh huyết của Huyền Lôi Kinh Vân Hống chính là vật bổ dưỡng, sau khi ngươi ta ăn vào tất nhiên có thể tăng tiến công lực. Tôn Tu Mỹ e thẹn nở nụ cười, thân nhẹ như yến ở trong rừng cây bay lên, thẳng đến Huyền Lôi Kinh Vân Hống, trong miệng không ngừng khanh khách cười duyên lên. Sư huynh đánh chú ý huyết dịch của con xúc sinh này cũng không phải ngày một ngày hai, hứa sư huynh chết, vừa vặn tác thành chúng ta. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cảm giác được từng trận sát ý, nhất thời tức giận trùng thiên, không đợi Lý Vân Tiêu hạ lệnh, hét lớn một tiếng liền hướng về Tôn Tu Mỹ phóng đi. Trên người mơ hồ hiện ra ánh chớp lấp lóe. Trong mắt kế mông lóe lên tinh mang, ánh sáng lôi điện này cùng lôi điện trong lòng bàn tay Hứa Bình Hồng giống như đúc, nói vậy cũng là từ trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống đạt được, chỉ có điều so sánh với nhau, lại yếu đi quá nhiều. Tôn Tu Mỹ cao cao đạp ở trên cành cây, toàn thân cảnh giác. Mặc dù thực lực của Huyền Lôi Kinh Vân Hống là nàng cũng không dám khinh thị, hai tay nàng giơ lên thật cao, từng vòng hơi nước màu xanh lam từ trên người bắt đầu bay lên, hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy đi. Quỳ thủy Phật quyển, từng vòng tròn từ trên người nàng không ngừng bắn ra, ở trên không trung càng lúc càng lớn, đem Huyền Lôi Kinh Vân Hống vây vào. Thu, Tôn Tu Mỹ khẽ quát một tiếng, những Phật quyển to lớn kia đột nhiên co rút lại, mấy chục đạo toàn bộ co lại thành cỡ vòng tay, vừa vặn trói lại Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ vui mừng, cười to nói. Xúc sinh chính là xúc sinh, dễ dàng liền bắt lại như thế. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tựa hồ không phục, gào thét kêu sợ hãi liên tục, điện quang trên người đùng đùng lấp lóe, những Phật quyển kia do quỷ thủy tạo thành, bắt đầu có chút sôi trào lên, tựa hồ khó có thể trói lại. Hừ, đàng hoàng ở lại cho ta. Ngón tay ngọc của Tôn Tu Mỹ điểm một cái, những quỷ thủy kia bị nàng dẫn dắt, hướng không trung bay đi. Đứng ở trước người của nàng, đột nhiên một tay hóa thành quỷ thủy, giống như hoàn toàn biến mất vậy, trực tiếp đẩy vào bên trong Phật quyển. Nguyên bản Huyền Lôi Kinh Vân Hống sắp thoát vây, đột nhiên con ngươi mở to, không ngừng rít gào lên. Từng vòng Phật quyển quanh thân kia lại bắt đầu trở nên rắn chắc lên, bất luận nó giãy giụa ra sao, cũng không cách nào lay động nửa phần. Tôn Tu Mỹ lạnh lùng nhìn nó giãy giụa, lộ ra nụ cười mê người. Tiểu quai quai, đừng nhúc nhích nữa, đợi lát nữa ta cùng sư huynh sẽ uống huyết của ngươi a. Nếu ngươi giãy giụa quá nhiều, trong máu sẽ sản sinh độc tố, vừa khổ lại sáp, không dễ uống. Nàng một bộ người hiền lành quyến rũ, cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống rít gào hình thành sự chênh lệch rõ ràng, mỹ nữ cùng dã thú. Chỉ có điều mỹ nữ là hổ, dã thú là dê. Tiểu tử, xem đi nơi nào. Đột nhiên kế mông cảm thấy kình phong phả vào mặt, dưới sự kinh hãi chém lên một chiêu kiếm, hoành trực quét ra, nhưng chỉ là một hư chiêu, Lệ Văn Thạch châm chọc nhìn hắn, trên mặt bắt đầu trở nên dữ tợn lên, nhô lên từng cái khối u. Thật giống như mới vừa bị nước sôi tưới lên người, nhìn rất quái dị. Mình đã khó giữ được tính mạng, còn có tâm tình nhìn những nơi khác. Lệ Văn Thạch hê hê cười quái dị, không chỉ dung mạo biến thành khủng bố, ngay cả âm thanh cũng triệt để biến hình. Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, thầm nói không tốt. Hắn nhận ra đây là một loại yêu thú truyền thừa thần thông, trong nhân loại rất ít có thể thu được. Nếu một khi học được, sau khi tu luyện cả người sẽ bắt đầu hiện ra hình thái yêu thú. Hắn vội vàng lấy ra một viên bạo nguyên đan bản tăng cường cho kế mông ăn vào. Kế mông do dự một chút, nhìn khí thế trên người Lệ Văn Thạch liên tục tăng lên, đã sớm đạt đến vũ vương cảnh giới, hắn mới cắn răng nuốt xuống. Bạo nguyên đan bản tăng cường, tác dụng phụ hắn cũng biết, sau cuộc chiến lần này, liền không còn sức mạnh đi tới, chỉ có thể lui về. Hơn nữa một khi hắn mất đi sức chiến đấu, Lý Vân Tiêu cũng ở vào tình cảnh dị thường nguy hiểm. Nhưng, nguy cơ trước mắt đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Giải phong, đào hoa kiếm ý. Sau khi ăn vào bạo nguyên đan, khí thế quanh thân trong nháy mắt bắt đầu kéo lên, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, liên tục đi lên trên. Kế mông hét lớn một tiếng, cũng không chờ Lệ Văn Thạch biến hóa, trực tiếp giơ kiếm công kích tới. Tôn Tu Mỹ kinh ngạc, giật mình nói. Đây là đan dược gì? Trong ngắn hạn thực lực tăng cường to lớn như thế. Kiếm như du long, thời điểm chém tới trước mặt Lệ Văn Thạch,
Kế Mông đã nhảy lên tới cửu tinh vũ quân cảnh giới, rốt cục đình trệ ở trước Vũ Vương. Hắn không dám giấu dốt, dưới chiêu kiếm này, đã là thực lực đỉnh cao của hắn, vô hạn tiếp cận Vũ Vương, muốn một đòn giết chết. Xì! Trong miệng Lệ Văn Thạch phun ra một hơi, cả người đã trở nên không còn hình người, toàn bộ đầu lâu cùng thân thể, nhìn qua hoàn toàn chính là một con cóc ghẻ đứng thẳng, dài rộng hơn nữa vô cùng xấu xí. Hắn lạnh lùng nhìn ánh kiếm của Kế Mông, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên ngăn cản, muốn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm! Ánh kiếm oanh xuống, vạn ngàn ánh hồng nhạt vỡ tan, tung bay mà đi. Trên cánh tay Lệ Văn Thạch cũng hiện ra một tầng da rẻ như mụn nhọt, dĩ nhiên không có bị thương chút nào. Hừ, dựa vào đan dược mạnh hơn cũng có hạn, vô hạn tiếp cận Vũ Vương, nhưng thủy chung không phải Vũ Vương. Trong mắt Lệ Văn Thạch hàn khí lấp lóe, một mặt thị huyết cười lạnh nói. Mà ta ở dưới trạng thái này, là tam tinh Vũ Vương hàng thật đúng giá. Đi chết đi cho ta, thôn thiên thổ địa. Lệ Văn Thạch mở ra miệng lớn, đột nhiên như kình thôn nguyên khí, từ trong miệng trùng kích ra, hình thành một đạo năng lượng chân không, mạnh mẽ đánh về phía Kế Mông. Không khí bốn phía vào lúc này hiện ra một loại trạng thái vặn vẹo, rung động lên bần bật. Ầm, toàn bộ núi rừng rung động, một khu vực chân không trực tiếp bị oanh ra, hết thảy cây cối trong nháy mắt nát tan. Cả người Kế Mông bị chấn đến thất khiếu chảy máu, thân thể bay ra ngoài mấy chục mét. Thực lực hai người cách biệt quá xa, mặc dù dùng bạo nguyên đan, cũng không phải địch thủ. Kế Mông chỉ cảm thấy cả người muốn vỡ ra, thống khổ hét lớn một tiếng, nguyên khí toàn thân chìm xuống, đột nhiên rót vào hai chân, sau khi trượt hơn 10 mét mới rốt cục đứng vững. Chỉ là trên người thương tích đầy rẫy, thật giống như bị chém ngàn vạn đao. Đùng, không biết khi nào Lý Vân Tiêu đã xuất hiện ở sau lưng hắn, một chưởng vỗ ở trên bả vai của hắn, trực tiếp cầm lấy hắn cấp tốc hướng dưới ngọn núi chạy đi. Thực lực cách biệt quá lớn, căn bản không có phần thắng, chỉ có thể trước tiên lui về mới quyết định. Huống hồ lần này thu được tình báo cũng đủ nhiều. Vèo. Một bóng đen lướt tới, Lệ Văn Thạch từ trên đỉnh đầu hai người chạy như bay mà qua, rơi vào phía trước lạnh lùng nhìn bọn họ. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Hai tay hắn nhẹ nhàng chống đỡ trên mặt đất, bắt đầu hút một cái, từng vòng mây mù từ trong miệng bay ra, hình thành từng vòng khói, ở trên không trung không ngừng khuếch tán, theo mỗi một lần hô hấp. Thân thể liền nở lớn mấy phần, cũng biến thành càng ngày càng giống cóc. Hai người Lý Vân Tiêu đồng thời biến sắc, yêu khí kia càng ngày càng lớn mạnh, để cho ngực hai người nặng nề đau buồn, hô hấp trở nên gian nan lên. Vân Thiếu! Kế Mông đột nhiên bắt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, kiên quyết nói. Dùng biện pháp ngày đó của ngươi, kích thích tiềm năng ta. Lý Vân Tiêu biến sắc, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đã dùng bạo nguyên đan. Lại kích thích, sẽ chết. Kế Mông một mặt kiên quyết, lo lắng nói. Nếu không làm, liền thật sự chết rồi. Thử một lần luôn có một chút hy vọng sống. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh rút ra mấy cây ngũ thải thần không châm. Hắn được hai khối ngũ thải thần không thạch của Lam Phi cùng Lam Huyền, này cũng là mấy cây cuối cùng. Vèo, vèo, vèo. Tay lên châm lạc, toàn bộ xen vào trong cơ thể Kế Mông. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta kích thích một nửa gân mạch của ngươi, nhưng cũng là dị thường hung hiểm. Ngươi tận lực khống chế trình độ bạo phát sức mạnh của mình, tuyệt đối đừng để bạo thể. Trong nháy mắt Kế Mông cảm thấy từng luồng sức mạnh từ địa phương rơi châm lan ra, chảy vào kỳ kinh bách hải, hướng về trong đan điền hội tụ mà đi. Lực lượng mạnh mẽ, để thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng, kịch liệt run rẩy. Uống. Đột nhiên hắn giống to một tiếng. Khí thế trên người đột phá bình phong cửu tinh vũ quân, thuận lợi nhảy vào ngũ hành cảnh giới. Ở phía xa, Tôn Tu Mỹ đang vây khốn Huyền Lôi Kinh Vân Hống con người áp xúc, trên khuôn mặt tú lệ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lệ Văn Thạch lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, nội tâm cũng dị thường chấn động, nhưng trên mặt vẫn như cũ là biểu hiện coi thường, châm chọc nói. Hừ, tà môn ma đạo, tiếp ta một cái chu cáp ma công. Sau khi thân thể Lệ Văn Thạch thổ nạp mấy lần, trở nên cực kỳ lớn, tựa hồ đã đến cực hạn, đột nhiên một luồng lực lượng xung kích to lớn khó có thể tưởng tượng từ trong miệng hắn bộc phát ra, toàn bộ thân cóc cũng theo lực lượng sóng âm này bay về phía trước. Thanh Liên kiếm ca. Sau khi thực lực tăng vọt, trong đầu Kế Mông một mảnh thanh minh. Vũ ý của Thanh Liên kiếm ca trong nháy mắt sáng tỏ tại tâm, một đóa hoa sen màu xanh to lớn đột nhiên nở rộ, ngăn trở sóng âm kia.
Cheng! Hai tay của Lệ Văn Thạch đột nhiên chộp vào nhuyễn kiếm của Kế Mông, hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, khó phân cao thấp. Súc sinh, làm sao có khả năng? Sắc mặt Lệ Văn Thạch biến đến mức dị thường dữ tợn, khuôn mặt cóc liên tục gào thét. Người cái đổ bỏ đi này, làm sao có khả năng ngăn trở một đòn toàn lực của ta? 120% sức mạnh, nổ nát tên súc sinh này cho ta. Súc sinh. Hai mắt Kế Mông đỏ chót, lạnh lẽo nở nụ cười. Nhìn ai mới thật sự là súc sinh, cóc ghẻ, chết đi cho ta. Ầm. Hai nguồn sức mạnh lần thứ hai xông tới, hai người đều là liều mạng, thể phải đem đối phương giết chết đến tan xương nát thịt. Kèn kẹt. Đột nhiên một thanh âm không hòa hài từ giữa hai người xuyên ra ngoài. Con người của Kế Mông co lại, huyền binh cấp 2 của mình dĩ nhiên vào lúc này không chịu nổi áp lực, nứt ra từng đạo lỗ hổng. Trong mắt Lệ Văn Thạch mừng như điên, cười quái dị nói. Hê hê, xem ngươi chết như thế nào. Con! Ở dưới Lệ Văn Thạch bất chấp lần thứ 2 tăng lực, huyền binh cấp 2 của Kế Mông rốt cục không chịu nổi áp lực nặng nề, toàn bộ phá nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Con mắt Kế Mông co rụt lại, nhưng không có một chút bối rối nào, ngược lại trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Hắn cười lạnh, hai tay tạo thành chữ thập, mảnh vỡ huyền binh ở trên không trung chịu đến chân khí của hắn dẫn dắt, lại xoay tròn lên, hóa thành từng đạo cương phong, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Cái gì? Lệ Văn Thạch đang định thừa thế xông lên giết chết Kế Mông, hai tay mới vừa chạm tới ngoại vi cương phong, liền bị mảnh vỡ huyền binh cắt chém, hắn khiếp sợ đến tột đỉnh. Vạn đóa đào hoa khai. Kế Mông hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngang mà ra, cương phong bốn phía tùy theo hóa thành một đạo kình khí vô cùng bá đạo, ầm ầm đánh về phía Lệ Văn Thạch, vô số mảnh vỡ huyền binh chen lẫn ở trong đó, càng hiện ra dị thường ác liệt. Chu Cáp chân thân, chặn. Lệ Văn Thạch không kịp tránh lui, vội vàng dùng yêu khí hộ thể, tứ chi ôm làm một đoàn, ở dưới cương phong mãnh liệt bị chấn động lui ra mấy chục mét. Kế Mông, tiếp kiếm. Lý Vân Tiêu ném thái âm hàn kiếm ra ngoài. Kiếm này là... Xa xa đôi mắt đẹp của Tôn Tu Mỹ ngưng lại, kinh ngạc nói. Thái âm hàn kiếm của Dịch Sư Huynh, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Lý Vân Tiêu quay đầu khẽ mỉm cười. Hắn đưa cho ta, có ý kiến sao? Ánh mắt của Tôn Tu Mỹ chìm xuống, lạnh giọng nói. Điếc không sợ súng, ngươi cũng có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Tuy rằng nàng trong ngày thường đều là dáng dấp yểu điệu, nhưng cũng phải xem đối phương là người nào, hiện tại kia chỉ là một võ sĩ mà thôi, ở trong mắt nàng cùng run rế không hề khác nhau. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên một ngón giữa, châm chọc nói. Không lời muốn nói, vậy thì câm miệng, tiện nhân. Tôn Tu Mỹ biến sắc, cả giận nói. Tiểu súc sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai hay không? Lý Vân Tiêu xem thường nở nụ cười. Đương nhiên biết, tiện nhân mà thôi. Hay, hay, thật là điếc không sợ súng. Tôn Tu Mỹ tức giận đến bộ ngực chập trùng bất định, cả giận nói. Ngươi có tin hiện tại ta liền xuống làm thịt ngươi hay không? Lý Vân Tiêu thiếu kiên nhẫn cười lạnh nói. Nói ngươi tiện ngươi còn không thừa nhận, rõ ràng xuống không được, còn muốn ở trước mặt ta tinh tướng. Ngươi dám động một hồi, quỷ thủy thuật của ngươi liền tan vỡ, huyền lôi kinh vân hống là cái thứ nhất cắn chết ngươi. Được rồi, không cần dùng con ngươi chừng ta, lông mi giả của ngươi sắp rơi xuống kìa. Có gan giết ta thì xuống, không dám động thì thành thật một chút, đừng ở trước mặt thiếu gia nhảy nhót, miễn cho ta xem thường ngươi. Tôn Tu Mỹ giận tím mặt, chờ sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, nhất thời dại ra, nhất thời nghẹn lời không biết nói cái gì mới tốt. Sau khi Kế Mông tiếp được thái âm hàn kiếm, nhất thời chạy như bay về phía Lệ Văn Thạch, sau đó là một trận cuồng chém. Thanh kiếm này hắn dùng không thuận lợi, nhưng huyền binh cấp 3 lợi khí không giảm, ở trong tay hắn chém xuống một kiếm, đều có một đạo không khí trực tiếp đọng lại thành băng, để Lệ Văn Thạch kinh hãi liên tục. Tôn Tu Mỹ nín một trận, rốt cục không nhịn được nói. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi đối với hắn làm cái gì? Dĩ nhiên thực lực lập tức bạo tăng nhiều như vậy. Ngữ khí của nàng cũng biến thành ôn hòa lên. Lý Vân Tiêu không để ý tới nàng, hai mắt nhìn chằm chằm Kế Mông. Lộ ra vẻ lo âu. Hắn biết giờ khắc này Kế Mông là thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi, đổi lấy sức mạnh. Tôn Tu Mỹ bị mất mặt, tức giận trừng mắt, nhưng lại không làm gì được hắn. Nếu lao xuống đi đánh giết người này, huyền lôi kinh vân hống bị thả ra,
lần sau liền không dễ dàng nhốt lại như thế. Ha ha, ha ha. Trong mắt Kế Mông bắt đầu lộ ra vẻ điên cuồng, cười to, kiếm kiếm chém ra, uy thế một chiêu vượt qua một chiêu. Lệ Văn Thạch không biết từ đâu lấy ra hai cái búa lớn, liều mạng chống đối, nhưng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thái âm hàn kiếm chém ở trên búa, dung ra đạo đạo hỏa quang, Kế Mông không hề có một chút cảm giác đau lòng nào, chỉ là chìm đắm trong cơn giết chóc điên cuồng, hoàn toàn bị sức mạnh chi phối. Phốc! Sau khi Lệ Văn Thạch chống đỡ một lúc, rốt cục lực bất tòng tâm. Phun ra ngoài một ngụm tâm huyết, trạng thái yêu ma cũng bắt đầu thoái hóa. Trong hai mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng một bên đánh một bên lùi lại. Ha ha, muốn chạy, chết đi. Trong tròng mắt Kế Mông tất cả đều là vẻ điên cuồng, một kiếm vượt qua một kiếm chém xuống. Trong lòng Lệ Văn Thạch hoảng hốt, vội vàng hô. Sư muội nhanh tới cứu ta không chống đỡ được nữa. Sư huynh, Tôn Tu Mỹ kinh hô một tiếng, lại không kịp nhớ Huyền Lôi Kinh Vân Hống, từ trong quỳ thủy Phật quyển bước ra, phi thân xuống. Hống. Huyền Lôi Kinh Vân Hống vừa thoát vây, nhất thời hóa thành một đoàn lôi vân, tập kích đi qua. Bị nhốt lâu như vậy, nội tâm cáu kỉnh cùng phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát ra, toàn bộ núi rừng tối lại, phảng phất thiên địa lôi đình gào thét mà xuống. Sư huynh. Tôn Tu Mỹ nhẹ nhàng rơi vào bên người Lệ Văn Thạch, tay phải thành trường, một đoàn hơi nước ở trong tay ngưng kết thành, đẩy ngang mà ra, ở trước mặt hai người cực tốc khuếch tán ra, hóa thành một tấm thủy kính bảo vệ hai người. Thái âm hàn kiếm của Kế Mông mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp chém vào trong gương, lại như có không gian khác, làm hắn không thể nào chém xuống. Con người hắn mở to, vội vàng rút kiếm về, thủy kính này chỉ chống đỡ mấy giây thời gian, liền hóa thành tầng tầng hơi nước, bốc hơi lên. Nhưng cũng tranh thủ đến đầy đủ thời gian cho Tôn Tu Mỹ, nàng một tay nhấc lên Lệ Văn Thạch bị thương, cực tốc lui về phía sau. Hống! Tiếng sấm rung trời, Huyền Lôi Kinh Vân Hống hóa thành một tia chớp. Cắt ra không gian, trong nháy mắt liền vào tới trước mặt hai người, lôi đình hạ xuống. Lệ Văn Thạch kinh hãi đến biến sắc, lôi điện chi lực mãnh liệt như thế, mặc dù hắn là vũ vương cường giả cũng cảm thấy sợ run tim mất mật. Mà Tôn Tu Mỹ tuy rằng hiện ra hoảng loạn, nhưng con ngươi lại bình tĩnh như nước, càng lướt qua một tia kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn. Sư huynh, người yêu ta không? Đương nhiên yêu, vào lúc này làm sao còn hỏi vấn đề đó? Nếu yêu. Trên mặt Tôn Tu Mỹ hiện ra vẻ tươi cười, nàng nhấc theo Lệ Văn Thạch, đột nhiên mạnh mẽ đá ra ngoài một cước, trực tiếp đá Lệ Văn Thạch vào trong lôi vân, trên mặt lướt qua một tia kích động yêu dị. Nếu yêu, vậy thì vì ta chết đi. A! À, Lệ Văn Thạch phát sinh tiếng kêu thảm thiết, cả người ở trong lôi vân bị điện quang đánh phá, giống như bị đốt cháy, mạnh mẽ bay ra ngoài. Huyền Lôi Kinh Vân Hống phát tiết xong, thân thể tựa hồ bình tĩnh lại, rơi trên mặt đất. Toàn thân cảnh giác nhìn chòng chọc hai người, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Tôn Tu Mỹ nhìn Lệ Văn Thạch bay ra, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết cùng tàn nhẫn, nhún người nhảy lên. Phốc! Một lưỡi dao sắc đâm thủng trái tim, từ trước ngực phá thể mà ra. Lệ Văn Thạch nhìn lưỡi dao sắc đâm trên ngực mình, đầy mắt đều là không thể tin tưởng. Cây chủy thủ này hắn nhận thức, là năm ấy sinh nhật nàng, hắn chộp tới ba vị thuật luyện sư cấp 2 vì nàng chế tạo. Sau đó hắn đem ba vị thuật luyện sư ghi hận trong lòng kia giết sạch. Cây chủy thủ này gọi là cách câu, cũng tụ cũng cách, tóc đen ngàn trượt, nửa câu khó bỏ. Tại sao? Hắn biết mình bị thương nặng như thế, mặc dù không bị cách câu xuyên tim, cũng khó có thể sống sót. Nhưng cách câu này, lại làm cho tim hắn so với đâm thủng còn muốn thống khổ. Tại sao? Đột nhiên Tôn Tu Mỹ cười to lên, cười nghiêng ngả. Hỏi ta vì sao? Ngươi xem chính ngươi thành hình dáng gì một chút. Nàng mạnh mẽ rút ra cách câu, một cước đá Lệ Văn Thạch lăn lông lốc, chỉ vào hắn mắng to lên. Ngươi xem ngươi một chút, hoàn toàn biến thành một con cóc ghẻ, ngươi để ta làm sao chịu được. Đùng. Nàng một cước đạp ở trên đầu Lệ Văn Thạch, cúi đầu tựa hồ hơi có hồi ức nói. Nhớ năm ấy ngươi áo trắng như tuyết, ta váy hoa rực rỡ, ta vì dung mạo của ngươi mà đánh động, vì khí chất cùng thực lực của ngươi đánh động. Tuy rằng ở trong vô thượng lục tử, người trước sau bị dịch sư huynh cùng tống sư huynh vượt trên một đầu, nhưng ở trong nội tâm ta, người vĩnh viễn là mạnh nhất. Hồi ức cẩu nàng tựa hồ gặp phải sự tình gì thống khổ, sắc mặt bắt đầu dữ tợn lên, dưới chân mạnh mẽ dùng sức đạp xuống. Nhưng ngươi vì vượt qua dịch sư huynh cùng tống sư huynh,
dĩ nhiên đi tới yêu tộc, đổi lấy Chu Cáp Ma Công chết tiệt, để cho mình trở nên người không phải người, quỷ không phải quỷ, hoàn toàn thành một con cóc, một con cóc. Trên mặt Tôn Tu Mỹ rơi hai hàng thanh lệ, trong mắt càng là vẻ oán độc, mạnh mẽ đạp mấy phát, dữ tợn nói. Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Trượng phu của ta đã biến thành một con cóc, ngươi biết người ta ở sau lưng nói ta thế nào sao? Ngươi cái chết tiệt này, từ khi ngươi đổi lấy nó, mỗi lần luyện công liền trở thành dáng vẻ một con cóc, tình yêu của ta đối với ngươi liền từng ngày mất đi, thẳng đến về sau liền một lòng muốn giết chết ngươi. Phốc, Lệ Văn Thạch bị nàng tàn nhẫn giẫm, lại ói ra ngụm máu tươi, hai mắt chậm rãi trống rỗng, chậm rãi phóng to, trong con ngươi lấp lóe ra một tia chấp niệm, cũng vào đúng lúc này đột nhiên dừng lại, cắt ra, tản đi. Ha ha, ha ha, ngươi rốt cục chết rồi. Tôn Tu Mỹ điên cuồng cười to lên, tựa hồ hết sức hài lòng, nàng bỗng ngừng lại, lạnh lùng nhìn mấy người Lý Vân Tiêu, cười nhạo nói. Nếu muốn giết ta, có bản lĩnh liền đến đi. Nàng dứt tiếng, cả người hóa thành một đạo thủy ảnh, hướng về trên đỉnh núi bay vút đi. Kế Mông cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống đều trầm mặt, liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi. Lý Vân Tiêu bước nhanh đi lên phía trước, một trường vỗ ở trên người Kế Mông, hơn 10 cây ngũ thải thần không châm bắn ra, bắn vào trong đại thụ, xuyên thủng ra ngoài. Chỉ thấy trên thân châm đã đạm bạc hơn nửa. Kế Mông cảm thấy sức mạnh cả người trong nháy mắt bị kéo không, cả người cũng trực tiếp co quắp ngã xuống. Lý Vân Tiêu vội vàng đỡ lấy hắn, lấy ra mấy viên đan dược trực tiếp rót vào trong miệng hắn. Đem hắn thả ở sau lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống, vỗ đầu của nó nói. Tiểu Huyền, mang theo hắn hạ sơn, xuyên qua Phi Phượng Trấn, đi về hướng An Vĩnh Thành. Yêu thú theo cấp bậc tăng lên, trí tuệ cũng càng ngày càng cao. Huyền Lôi Kinh Vân Hống thân là yêu thú cấp 5, đã có linh trí như hài đồng nhân loại, thêm vào nhiều năm được Hứa Bình Hồng dạy dỗ như vậy, từ lâu thông nhân tính. Nó lộ ra một tia không muốn, ở trên người Lý Vân Tiêu làm nũng lên. Ha ha, yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn vỗ vỗ đầu của Huyền Lôi Kinh Vân Hống, đưa nó xuống núi. Nhìn Huyền Lôi Kinh Vân Hống cõng Kế Mông rời đi, ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần chìm xuống. Hắn quay đầu lại nhìn trên đỉnh ngọn núi, địa phương chân linh hỏa phượng phi thiên trong giới thần bi. Chân linh hỏa phượng, không nghĩ tới lại là bảo vật cùng chân linh có quan hệ. Mặc dù là vũ đế cường giả gặp phải, cũng sẽ liều mạng ra tay, ta làm sao có thể từ bỏ. Hắn cắn răng một cái, biết rõ phía trước còn có kẻ địch mạnh mẽ đang đợi, nhưng vẫn như cũ không nhịn được tiếp tục đi tới. Trên đỉnh núi, Tề Chân Tử tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, thúc giục. Hồ Diên Minh, còn bao lâu nữa mới có thể mở ra? Nam tử tóc đỏ ngồi ở trước vách đá trầm tư nói. Sắp rồi, đại khái còn có 3 canh giờ. 3 canh giờ. Tề Chân Tử có chút hơi giận nói. Mấy ngày hôm trước ngươi nói 10 canh giờ, bây giờ còn có 3 canh giờ. Ngươi ở đây đã kéo 1 tháng. Trong mắt Hồ Diên Minh dâng lên tức giận, lướt qua một tia không vui, lãnh đạm nói. Này chính là thượng cổ đại năng lưu lại thượng cổ phong ấn, nếu không phải thời gian quá lâu bị 5 tháng ăn mòn, coi như cho ta 10.000 năm cũng không phá ra được. Bây giờ tốc độ đã rất nhanh. Tề Chân Tử sững sờ, không nghĩ tới Hồ Diên Minh dám chống đối hắn, muốn nổi giận nhưng cố nín lại. Dù sao phá giải trận pháp này hoàn toàn dựa vào hắn mới được. Hồ Diên Minh là một tên thuật luyện sư duy nhất trong vô thượng lục tử, hơn nữa là cấp 4 quân cấp thuật luyện sư. Mặc dù tại Hỏa Ô Đế Quốc, cũng được hưởng danh dự cực cao, không kém Tề Chân Tử. Há là nhân vật có thể bị người quát mắng tùy tiện, nếu không phải nơi đây bảo vật quá mức mê người, bị Tề Chân Tử thúc giục mấy lần đã sớm hất tay rời đi. Sư thúc không tốt. Bóng người Tôn Tu Mỹ xuất hiện ở trên đỉnh núi, một mặt khủng hoảng, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói. Lệ sư huynh cùng Hứa sư huynh đều bị giết. Dịch Tiểu Sơn cả kinh nói. Đến là người nào, tuy rằng Hứa sư đệ chỉ có tu vi vũ quân, nhưng đầu Huyền Lôi Kinh Vân Hống kia đã huấn luyện tới hoàn toàn nghe lời, tuyệt đối là yêu thú vũ vương cấp, coi như là ta cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Tống Thành Thiên cũng kinh hãi nói. Không sai, không đề cập tới Hứa sư đệ, người cùng Lệ sư đệ đều là vũ vương cảnh giới, dĩ nhiên cũng không ngăn được người đến. Tôn Tu Mỹ ấp úng không biết nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói. Chỉ đến 2 người, một là vũ quân, một là võ sĩ.
Ba người đều sững sờ, sắc mặt Tề Chân Tử nhất thời chìm xuống, cả giận nói. Tu Mỹ, người đang nói chuyện cười đúng không? Dịch Tiểu Sơn cùng Tống Thành Thiên cũng lộ ra vẻ ngờ vực, Tôn Tu Mỹ vội la lên. Không phải, Hứa sư huynh làm sao ngã xuống ta không biết. Nhưng đầu Huyền Lôi Kinh Vân Hống của hắn lại bị đối phương thu phục, ta nhốt lại con yêu thú kia, Lệ sư huynh đấu với hai người đối phương, vốn là chắc chắn thắng. Nhưng tên võ sĩ kia không biết sử dụng bí pháp gì, để sức mạnh của tên vũ quân trong nháy mắt tăng vọt lên, giết chết Lệ sư huynh. Tề Chân Tử giật mình nói. Có chuyện như vậy, thu phục Huyền Lôi Kinh Vân Hống, để vũ quân trong nháy mắt bùng nổ ra thực lực có thể giết chết vũ vương. Chẳng lẽ tên võ sĩ kia là thuật luyện sư? Ánh mắt mấy người đồng thời nhìn về phía Hồ Diên Minh, Hồ Diên Minh ở một bên lẳng lặng nghe, cũng cau mày không ngớt, phân tích nói. Thuật luyện sư hồn lực mạnh mẽ thu phục yêu thú tự nhiên dễ dàng, thế nhưng một tên võ sĩ, hồn lực có thể mạnh bao nhiêu? Thuật luyện sư cấp 2 là cao nhất, làm sao có khả năng thu phục một con yêu thú cấp 5 đã có chủ? Hơn nữa bí pháp để vũ quân tăng cao một đại cảnh giới, ta thực sự là chưa từng nghe thấy. Tề Chân Tử nghiêm nghị trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người tăng cao cảnh giác. Mấy canh giờ cuối cùng tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc. Bằng không coi như liều mạng bị sư phó của các ngươi của trách, ta cũng phải lột ra các ngươi. Mấy người đều lặng lặng mà đứng, lặng lẽ không nói. Tôn Tu Mỹ nói. Tên vũ quân kia cũng bị thương rất nặng, chỉ còn lại đầu xúc sinh cùng tên võ sĩ kia, sợ là không dám lên núi. Hồ Diên Minh nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Ai nói không dám, hắn đã đến rồi. Cái gì? Mấy người đều giật mình, thần thức điên cuồng phóng xạ ra. Bốn người phân biệt đứng ở bốn phương vị, lao nhanh xuống. Lý Vân Tiêu núp trong bóng tối nội tâm phát khổ, không nghĩ tới trong trận doanh đối phương không chỉ có vũ tông tồn tại, hơn nữa còn có thuật luyện sư cấp 4. Hắn thầm nói, Bách Chiến Quốc từ đâu tới thực lực cường đại như thế? Tiểu tử, không muốn chết liền đi ra. Tề Chân Tử hét lớn một tiếng, nguyên khí ở trên bầu trời ngưng tụ, ầm 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 tản ra, đem chu vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Vũ Tông mạnh mẽ, một đòn ngàn dặm. Lý Vân Tiêu cay đắng không ngớt, có Vũ Tông ở đây, còn có thuật luyện sư cấp 4, coi như mình biết bay cũng trốn không thoát. Hắn không thể làm gì khác hơn là cứng rắn từ chỗ ẩn thân đứng dậy, ngượng ngùng cười nói. Đi ra có thể sống sót không? Sư thúc, chính là hắn. Tôn Tu Mỹ kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại dám đuổi theo, hơn nữa là một người, trong lòng không khỏi âm thầm kính phục. Tề Chân Tử lạnh lùng nói. Muốn mạng sống thì đã không tới, tới thì đừng nghĩ mạng sống. Hắn giơ tay lên, đang muốn ra tay, trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia tàn khốc, nhưng trên mặt cợt nhả nói. Không thể nào, ngươi là cao nhân tiền bối, nói không muốn chết liền đi ra, ta nghe lời ngươi, không muốn chết nên mới đi ra, ngươi lại lật lọng. Tề Chân Tử sững sờ, lập tức hừ lạnh nói. Đừng hòng dùng lời chót lưỡi đầu môi để ta thả ngươi. Ngày hôm nay ngươi nói gì cũng là một con đường chết. Chậm đã. Hồ Diên Minh đang phá trận đột nhiên nói. Lưu hắn một mạng, ta có lời muốn hỏi hắn. Sắc mặt Tề Chân Tử đột nhiên âm trầm, lạnh lùng nói. Hồ Diên Minh, tình sự lần này quá trọng đại, không được làm bừa. Hồ Diên Minh cả giận nói. Làm bừa, sư thúc, ngươi ngay cả một tiểu tử võ sĩ cũng sợ. Một tên võ sĩ có thể nhảy ra bọt nước gì? Xảy ra chuyện ta phụ trách. Hừ, người phụ trách nổi sao? Tề Chân Tử lạnh lùng nói. Lần hành động này ta là chỉ huy tối cao, cũng là sư thúc của ngươi, phải nghe ta. Hồ Diên Minh giận dữ cười, lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy sư thúc ngươi phá giải đi thôi, thứ ta không phụng bồi. Hắn trực tiếp đứng thẳng lên, liền muốn đi. Ngươi, Tề Chân Tử giận dữ, không cưỡng được hắn. Mạnh mẽ phất ống tay áo một cái, cả giận nói. Xảy ra chuyện, xem ta lột ra ngươi như thế nào. Hanh! Hồ Diên Minh không để ý lắm hừ lạnh một tiếng, hắn quay đầu đối với Lý Vân Tiêu nói. Tiểu tử, lại đây! Nội tâm Lý Vân Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tính mạng tạm thời bảo vệ, chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Hắn bước nhanh đi lên phía trước nói. Chuyện gì? Nhưng ánh mắt rơi vào trên vách đá. Trong tròng mắt lướt qua một tia khiếp sợ. Hả, ngươi biết trận pháp này?
Trong lòng Hồ Diên Minh đột nhiên hơi động, khiếp sợ hỏi. Trận pháp, đây là trận pháp sao? Lý Vân Tiêu vội vàng che giấu tâm tình của mình, giả bộ ngu nói. Là có chút giống trận pháp, nhưng nhiều hoa văn như vậy là có ý gì? Lúc này Hồ Diên Minh mới hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ là mình quá mẫn cảm, một tên thuật luyện sư cấp 2, làm sao có khả năng nhận ra thượng cổ kỳ trận này, mình cũng là ở trong điển tịch của Vô Thượng Cung cha được miêu tả tương quan, nghiên cứu hồi lâu mới tìm được con đường phá giải. Hắn mỉm cười nói, ngươi thiên phú không tệ, 15 tuổi đã là thuật luyện sư cấp 2, sư phụ của ngươi là ai? Ba người còn lại đều chấn động trong lòng, ngơ ngác thất sắc. Thiếu niên này dĩ nhiên là thuật luyện sư cấp 2. Bọn họ không nhìn ra đẳng cấp thuật luyện của Lý Vân Tiêu, nhưng tuổi tác lại một chút liền nhìn ra. 15 tuổi cửu tinh võ sĩ đã là thiên phú kỳ giai, lại còn có một thân phận thuật luyện sư cấp 2, vậy tuyệt đối là tồn tại kinh thế hãi tục. Sát cơ trong mắt Tề Chân Tử càng nồng, yêu nghiệt như thế, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản, nhất định phải tìm cơ hội ra tay giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Lý Vân Tiêu nói. Sư phụ ta là Thiên Thủy Quốc thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn. Quả nhiên là Hứa Hàn. Hồ Diên Minh khẽ mỉm cười. Thiên Thủy Quốc ngoại trừ hắn cùng Trương Thanh Phàm, liền không còn nhân vật có thể xuất thủ. Có điều thiên tư của ngươi so với Hứa Hàn muốn cao hơn trăm lần, theo hắn học tập, không khỏi làm lỡ ngươi. Ta chính là Hỏa Ô Đế Quốc cấp 4 thuật luyện sư Hồ Diên Minh, ngươi có nguyện bái ta làm thầy hay không? Hắn dĩ nhiên nổi lên tâm ái tài. Muốn thu đồ đệ. Lý Vân Tiêu cùng mấy người khác đều giật nảy cả mình, trong mắt Tề Chân Tử bùng lên tức giận, kiên quyết quát lên. Hồ Diên Minh, việc thu đồ đệ ngày sau hãy nói, hiện tại một lòng phá trận đi. Hừ. Hồ Diên Minh lạnh rên một tiếng, nhìn dáng dấp Lý Vân Tiêu cũng dại ra, nhân tiện nói. Ngươi ở một bên suy nghĩ thật kỹ, ta nghĩ ngươi cũng có thể hiểu thuật luyện sư trong lúc đó, cách biệt một cấp có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi nên rõ ràng. Hắn nói xong, liền không tiếp tục để ý tới Lý Vân Tiêu, bắt đầu chuyên tâm phá trận. Bái hắn làm thầy tự nhiên không thể, Lý Vân Tiêu căn bản không cần cân nhắc, mà là ở một bên nhìn kỹ hắn phá trận. Tuy rằng thủ pháp cực kỳ đơn điệu, nhưng cũng đã nắm chắc then chốt của trận pháp, tốc độ chậm là chậm một chút, nhưng xác thực là đang mở ra. Bảo vật trong Phượng Hoàng Sơn này là Tề Chân Tử ở trong điển tịch của Thượng Cung trong lúc vô tình phát hiện. Nguyên bản chỉ là ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, sau khi khảo cứu cảm thấy độ khả thi rất lớn, lúc này mới rượt dây Vô Thượng Lục Tử đến giúp đỡ hắn. Vì không tiết lộ tin tức, lúc này mới làm ra chuyện trăm vạn đại quân vây khốn Côn Kim Thành. Đồng thời đem ba tòa trấn nhỏ dưới núi tàn sát sạch sẽ, bố trí cấm chế. Trận pháp trên vách đá xác thực là cấm chế thời kỳ thượng cổ, mặc dù là Lý Vân Tiêu, cũng không hiểu toàn bộ. Trừ khi cho hắn một năm nửa năm thời gian nghiên cứu. Bằng không trong thời gian ngắn cũng phá không được. Văn tự trên cấm chế đều là khoa đẩu văn tối nghĩa khó hiểu thời thượng cổ, cùng khoa đẩu văn màu vàng của Đại Diễn Thần Quyết có chỗ tương tự, tuy rằng bất đồng, lại tựa hồ như xuất từ một hệ thống. Chính là bởi vì trận pháp đã phá vỡ hơn nửa, cho nên mới có dấu hiệu bảo vật xuất thế, xúc động thiên địa dị tượng. Lý Vân Tiêu nhìn Hồ Diên Minh phá trận, cũng có lĩnh ngộ. Đến trình độ như hắn. Trận pháp có thể làm cho hắn học được đã không nhiều, chỉ có những thượng cổ di tích này. Theo khoa đẩu văn dần dần bị phá vỡ, tâm tình của mấy người Tề Chân Tử cũng bắt đầu nóng rực lên, từng cái nhìn chằm chằm hỏa phượng trên vách đá, căng thẳng không ngớt. Dù sao cũng là thượng cổ di tích truyền thừa không biết bao nhiêu năm, không ai biết bên trong đến cùng là cái gì, có thể thật sự sẽ bay ra một con chân linh hỏa phượng, cũng khó nói. Lên! Hồ Diên Minh khẽ quát một tiếng. Hắn so với ai khác còn muốn sốt sắng, phá trận đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hắn đầu đầy mồ hôi, theo một đạo pháp quyết ấn vào, toàn bộ khoa đẩu văn trên vách đá rốt cục biến thành vẻ thuần ngân, từng cái từ trên vách đá bay lượn hạ xuống, trên không trung hình thành từng đạo hình thái như xiềng xích, dần dần tản mất. Hỏa phượng đồ án bị vây ở trong vách đá kia, rốt cục thoát vây mà ra, trực tiếp từ trong vách đá vọt ra, bay lên trời. Nhất thời toàn bộ bầu trời bị chiếu thành một mảnh hồng hà, một con phượng hoàng màu đỏ thắm ở trên trời bay lượn. Chân linh hỏa phượng, chân linh hỏa phượng. Tề Chân Tử kích động lẩm bẩm lên, nhìn phượng hoàng trên bầu trời. Hồ Diên Minh cùng mấy người còn lại cũng giật mình ngẩng đầu nhìn, đúng là một con phượng hoàng còn sống. Này cũng quá huyền dị đi.
nhưng Lý Vân Tiêu lại dị thường cảnh giác lên, bởi vì hắn biết phượng hoàng trên bầu trời kia chỉ là một tia ý thức còn sót lại mà thôi, sau khi thoát vây không lâu sẽ tiêu tan, bảo bối chân chính sợ là sắp xuất hiện. Thu! Đột nhiên hỏa phượng trên bầu trời kia hí dài một tiếng, đáp xuống, chỗ đi qua đều là biển lửa, toàn bộ bầu trời bị thiêu đốt đỏ bừng, phảng phất là hỏa diễm địa ngục. Không được, nó lao xuống. Tề chân tử hoảng hốt, loại chân linh vô thượng kia, ép tới hắn khó có thể nhúc nhích, từ sâu trong nội tâm tuôn ra một loại cảm giác vô lực hoảng sợ, thậm chí muốn trực tiếp quỳ xuống. Nhào! Tôn Tu Mỹ là cái thứ nhất không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy lên. Tiếp theo là Tống Thiên Thành, Dịch Tiểu Sơn, cũng dồn dập quỳ xuống. Hỏa phượng rốt cục hạ xuống, tất cả mọi người đều không thể tách ra, trong nháy mắt bị biển lửa địa ngục thiêu đốt, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hải dương chi hỏa. Một lát sau, mọi người kinh hãi phát hiện mình dĩ nhiên không có chết, tuy rằng hỏa diễm bốn phía truyền đến nhiệt độ để bọn họ sợ hãi không ngớt, nhưng không thiêu đốt đến thân thể chút nào, càng không cảm giác được đau đớn chút nào. Này, đây là... Hồ Diên Minh cả kinh nói. Hỏa phượng ý thức tàn ảnh. Nói như vậy vị trí hiện tại của chúng ta, cũng có thể là trong một điểm ký ức còn sót lại của hỏa phượng. Thiên, dĩ nhiên có thể mang ý thức thế giới hoàn toàn huyễn ảnh đi ra, những thượng cổ chân linh này đến cùng là nhân vật như thế nào a? Nội tâm của Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ không thôi, kiếp trước hắn thân là thuật luyện sư cấp 9, toàn bộ thiên vũ đại lục đã hiếm có tồn tại hồn lực ở trên hắn. Nhưng giờ khắc này cảm nhận được ý thức còn sót lại của hỏa phượng, lại xa xa trên hắn kiếp trước. Hỏa phượng này đến cùng là muốn làm gì? Nếu đưa chúng ta vào trong ý thức của nó, tất nhiên là có thâm ý. Thời điểm mọi người ở đây kinh hoàng không ngớt, toàn bộ biển lửa dần dần tan ra, ở trước mắt mọi người hiện ra một mảnh hoang mạc to lớn, mênh mông vô bờ. Nơi này, Lý Vân Tiêu cảm nhận được loại cảm giác khác thường trên bầu trời kia. Nguyên khí bốn phía dĩ nhiên so với bình thường nồng nặc hơn gấp 10 lần, thất thanh nói. Chẳng lẽ là thiên vũ đại lục ở thời đại thượng cổ? Cái gì? Tề chân tử nghe vậy, sợ hãi nói. Lẽ nào chúng ta trở lại thượng cổ? Hồ Diên Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, miệt thị nhìn Tề chân tử, cười lạnh nói. Nơi này là trong ý thức hải của hỏa phượng, là ký ức thượng cổ còn sót lại của nó, cũng không phải là thật sự trở lại thượng cổ. Tề chân tử chịu đựng hắn châm chọc, trầm mặt hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể đi ra ngoài? Đi ra ngoài. Hồ Diên Minh nở nụ cười. Nếu ta không đoán sai, bảo bối cũng có thể ở trong ý thức này, thật vất vả đi vào, há có thể tùy tiện đi ra ngoài. Ở trong thế giới hoàn toàn do ý thức cấu tạo, ý thức mạnh yếu có thể cải tạo toàn bộ thế giới. Hồ Diên Minh chính là thuật luyện sư cấp 4. Hồn lực hơn xa đám người Tề chân tử, ở đây hắn nhất thời cảm thấy như cá gặp nước, ai cũng không cần để vào trong mắt. Bảo bối đến cùng ở chỗ nào? Tất cả mọi người đều nhìn bốn phía, nơi này ngoại trừ hoang mạc mênh mông vô bờ ra, liền không nhìn thấy bất luận đồ vật gì. Trong lòng Hồ Diên Minh cũng kinh ngạc tản ra thần thức tìm kiếm bốn phía, hắn đối với suy đoán của mình cũng không phải là rất chắc chắn. Dù sao chuyện như vậy là lần thứ nhất trải qua. Nội tâm khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Tiểu tử, người đang nhìn cái gì? Đột nhiên Dịch Tiểu Sơn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu quát lên, tất cả mọi người đều sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. A, bầu trời này. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, dĩ nhiên là một bóng mờ phượng hoàng to lớn. Ở vị trí trung tâm bóng mờ, một điểm hỏa diễm đang từ từ nhảy lên. Đó là, Phượng Hoàng hỏa diễm. Hồ Diên Minh cả kinh nói, lập tức đại hỉ như điên. Ta rõ ràng, cái gọi là bảo bối, nhất định chính là Phượng Hoàng hỏa diễm này. Hắn thân là thuật luyện sư, đối với dị hỏa kỳ trùng theo đuổi so với bất luận người nào còn mạnh hơn. Mấy người còn lại tuy rằng không cần luyện chế đồ vật, nhưng Phượng Hoàng chính là chân linh thượng cổ, hỏa diễm sẽ lợi hại đến mức nào? Trong lòng mỗi người đều không chắc chắn. Nhưng nếu đạt được, đối với tu vi võ đạo nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dị thường kích động. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, cười lạnh nói. Nhìn mỗi người các ngươi kích động như hầu tử, ngọn lửa kia ở trên vạn dặm hư không, các ngươi làm sao lấy. Coi như biết bay, cũng
cũng không biết hư không nơi này cùng bên ngoài có gì khác biệt. Phải biết thế giới ý thức này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ nát, sau khi đổ nát mọi người còn mạng hay không cũng là vấn đề. Lời nói của hắn nhất thời như một chậu nước lạnh dội ở trên người mọi người. Đúng a, lại không nói có thể bắt được Phượng Hoàng Hỏa Diễm này hay không, coi như bắt được thì làm sao đi ra ngoài. Thế giới này đổ nát mình còn có thể sống sao? Bốn người đều dại ra, nội tâm lo lắng. Nội tâm Lý Vân Tiêu âm thầm cười gần không ngớt, hắn ngưng mắt nhìn tới hư không. Bóng mờ Phượng Hoàng kia đang lấy tốc độ cực nhanh bay đi, bởi vì cách nhau quá xa, vì lẽ đó nhìn qua thật giống như không nhúc nhích. Trong tròng mắt của hắn cũng không che giấu nổi tham lam cùng kích động, điểm hỏa diễm ở trung tâm bóng mờ, hắn một chút liền cảm giác ra, là mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải Phượng Hoàng hỏa diễm phổ thông, khẳng định là chân mệnh chi hỏa của chân linh hỏa phượng. Trong truyền thuyết, thượng cổ chân linh đều là tồn tại thập phương thần cảnh, bản mệnh chân hỏa này càng là lực lượng bản nguyên của hỏa phượng ngưng tụ thành, không nói uy lực của nó mạnh ra sao, chỉ là trong sức mạnh này ẩn chứa ý cảnh cầu thập phương. Cũng đủ để cho những cửu thiên cảnh đỉnh cao vũ đế trên thiên vũ đại lục điên cuồng. Đột nhiên mí mắt của Hồ Diên Minh giật giật, cả kinh kêu lên. Mọi người mau nhìn, bóng mờ kia thật giống như đang chậm chậm hạ xuống. Ba người còn lại đều cả kinh, thần thức của bọn họ kém xa Lý Vân Tiêu cùng Hồ Diên Minh, lúc này mới phát hiện, nhất thời dị thường cao hứng, Tề Chân Tử mừng lớn nói. Bất kể đi ra ngoài như thế nào, trước tiên lấy Phượng Hoàng Hỏa Diễm lại nói. Sắc mặt Hồ Diên Minh ngưng lại, lạnh lùng nói. Chờ bóng mờ kia hạ xuống còn có một chút thời gian, mọi người nói rõ trước, ngọn lửa này làm sao phân phối. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên người Tề Chân Tử, nơi này tu vi của hắn cao nhất, mặc dù là sư thúc của mấy người, thế nhưng trước mặt bảo vật, dù là cha con cũng phải đề phòng một tay. Chỉ có Hồ Diên Minh trong lòng cười lạnh không ngớt, mấy người khác không biết bên trong ý thức thế giới này. Hồn lực mạnh mẽ đủ để bù đắp tu vi không đủ. Như vậy tính ra, ở đây hắn mới là người mạnh nhất. Tề Chân Tử đánh cái ha ha, cười to nói. Mấy vị sư điệt, chẳng lẽ còn sợ sư thúc ta độc chiếm sao? Cái gọi là thiên địa bảo bối, người thấy có phân, tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Tống Thiên Thành hừ lạnh nói. Ngọn lửa này đến cùng có bao nhiêu còn không biết, có thể tách ra hay không cũng không biết sư thúc dự định làm sao. Tề Chân Tử cười nói. Như vậy đi, nếu hỏa diễm có thể phân, bốn người chúng ta, sư thúc nắm hai phần, các ngươi một người nắm một phần, thế nào? Hừ. Hồ Diên Minh cười lạnh nói. Sư thúc khẩu vị thật lớn a, phá giải trận pháp vẫn luôn là ta bán mạng, sư thúc tựa hồ chỉ biết ở bên cạnh dục, lại muốn nắm hai phần. Sắc mặt Tề Chân Tử phát lạnh, lạnh lùng nói. Tựa hồ Hồ Diên sư điệt không phục a. Nếu không có sư thúc ta tọa chấn, chỉ bằng mấy người các ngươi dám làm ra việc lớn như vậy sao? Sớm bị thiên thủy quốc diệt, huống hồ hỏa phượng bảo vật này cũng là sư thúc từ trong điển tịch tìm ra, làm sao nắm không được hai phần? Hồ Diên Minh cười nói. Sư thúc nắm hai phần ta cũng không kiến nghị, nhưng ta cũng nắm hai phần, vụ giao dịch này mới làm. Tống Thành Thiên hừ lạnh nói. Hừ, ngươi cũng nắm hai phần. Vậy coi ta cùng Dịch sư huynh là cái gì? Dịch Tiểu Sơn cũng gật đầu nói. Sư thúc nắm hai phần ta phục, nhưng nếu ngươi nắm hai phần, ha ha. Hồ Diên Minh cười lạnh nói. Phải như thế nào? Trên mặt Tống Thành Thiên lướt qua một tia lạnh lẽo, cười gằn nói. Trừ khi ngươi lực ép hai người chúng ta, ta liền tâm phục khẩu phục. Đã như vậy. Hồ Diên Minh cười lạnh nói. Vậy các ngươi cùng lên đi. Chúng ta cùng tiến lên. Tống Thành Thiên sững sờ, lập tức cười to nói. Ha ha, Hồ Diên Minh, ngươi có phải là đầu óc gặp sự cố? Một vũ quân như ngươi muốn một mình đấu hai tên vũ vương chúng ta. Các ngươi có lên hay không, phí lời thật nhiều. Hồ Diên Minh hướng về hư không chỉ tay, cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ trước, lôi đình, hạ xuống. Toàn bộ ý thức không gian xuất hiện chấn động. Một đạo lôi điện to bằng miệng bát hình thành ở trong hư không, mạnh mẽ đập xuống. Lôi điện trực tiếp nổ xuống ở bên cạnh hai người nhẹ nhàng tránh ra, thế nhưng trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, mặc dù sức mạnh sấm sét này không cách nào thương tới hai người, nhưng xác thực là công kích của Vũ Vương Hằng thật đúng giá. Con người của Tề Chân Tử cũng thu nhỏ lại,
hắn phát hiện vừa nãy trên người Hồ Diên Minh chưa từng xuất hiện nguyên khí gợn sóng, sao có thể có chuyện đó? Ha ha! Hồ Diên Minh cười lớn, khắp khuôn mặt là kích động cùng khinh thường, lãnh đạm nói. Đừng quên, nơi này không phải thế giới chân thật, là không gian ý thức của Hỏa Phượng A. Nơi này tất cả, đều là ý thức ngưng tụ thành. Thần thức của ai càng mạnh, người đó càng có khả năng điều động lực lượng không gian nơi này, muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, tại vùng thế giới này, Hồ Diên Minh ta mới là tồn tại mạnh nhất. Trên mặt hắn lướt qua một tia kiên quyết, hồn lực điên cuồng tản ra, toàn bộ bầu trời tựa hồ chịu đến sức mạnh của hắn dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo biến hóa. Nguyên bản một mảnh hoang mạc vô tận, đảo mắt liền chậm rãi xanh hóa, trên đất mọc ra từng mảng cỏ non, đóa hoa. Toàn bộ ý thức không gian, ngoại trừ Hỏa Phượng bóng mờ tiếp tục hạ xuống chưa biến đổi ra, giờ khắc này Hồ Diên Minh gần giống như sáng thế thần, sừng sững ở trên đại địa. Dịch Tiểu Sơn cùng Tống Thiên Thành nhất thời mắt choáng váng, loại sức mạnh này há là bọn họ có thể chống lại. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát. Mau dừng lại, khối không gian ý thức này không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, sức mạnh đã tiêu tan hơn nửa, ngươi tùy ý vận dụng sức mạnh như vậy, rất dễ dàng tạo thành không gian sụp xuống, đến thời điểm đó toàn bộ mọi người đều phải chết ở đây. Hồ Diên Minh cũng biến sắc, tựa hồ nghĩ đến loại khả năng này, hắn kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lúc này mới chậm rãi đem hồn lực thu hồi, quay về Dịch Tiểu Sơn cùng Tống Thiên Thành nói. Hiện tại ta có tư cách nắm hai phần chưa? Hai người đều là sắc mặt tái xanh, lặng lẽ không nói. Từ uy thế vừa nãy đến xem, xác thực không làm gì được hắn. Hơn nữa muốn từ nơi quỷ quái này đi ra ngoài, sợ là còn cần phải mượn sức mạnh của hắn. Liền không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận. Hồ Diên Minh cười lạnh, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, lãnh đạm nói. Ngươi cũng không tệ, xem ra ngươi cũng không phải thuật luyện sư cấp 2 bình thường, sư phụ của ngươi đến cùng là người phương nào. Ta không tin Hứa Hàn có thể có trình độ như thế. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, có phải là cũng muốn phân cho ta một phần? Tề Chân Tử hừ lạnh nói. Hừ, muốn một phần cũng được, để mạng lại đổi. Ha ha, Lý Vân Tiêu cười khẽ vài tiếng, liền không nói nữa, chỉ có điều trong lòng dị thường ung dung. Hồ Diên Minh nhíu mày, tuy rằng cảm thấy hắn có chút quái dị, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Dù sao một thuật luyện sư cấp 2, còn chưa thả ở trong mắt hắn. Tất cả mọi người đều lặng lặng đứng thẳng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bóng mờ Hỏa Phượng cấp tốc giảm xuống. Sau khi chờ đợi chốc lát, một con phượng hoàng rộng lớn vô biên hạ xuống ở trên đại địa, đoàn sinh mệnh chân hỏa từ từ thiêu đốt kia cấp tốc dọc theo bóng mờ, nhanh chóng bốc cháy lên, trong khoảnh khắc toàn bộ đại địa đều đặt mình trong một biển lửa. Ảo giác! Hồ Diên Minh cả kinh, hỏa diễm bên người đều có vẻ hư huyễn không thật như vậy, chỉ có vị trí đoàn chân hỏa kia, mới làm cho người ta có một loại cảm giác khiếp đảm run rẩy, không nhịn được muốn tiếp tục cúng bái. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngay thời điểm mấy người đều tâm thần bất định, đột nhiên Tôn Tu Mỹ kêu to lên, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang từ từ từng bước một hướng về chân hỏa kia đi đến. Làm cái gì, đương nhiên là thu lấy chân hỏa rồi. Lý Vân Tiêu hững hờ nở nụ cười, nhưng dưới chân không có dáng vẻ dừng lại một chút nào. Thu lấy chân hỏa, ngươi quả nhiên là muốn chết. Tề Chân Tử nổi giận bay lên trời, một đoàn chân khí màu xanh nhạt ở quanh người hắn hiện lên, chậm rãi hội tụ ở trong lòng bàn tay. Một trường bổ về phía Lý Vân Tiêu, ác liệt nói. Chân hỏa há lại là ngươi có thể nhòm ngó. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chìm xuống, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, tay phải hắn ở trước người vẽ một hình tròn, nhất thời toàn bộ thiên địa biến sắc, vạn ngàn đám mây hội tụ trong lòng bàn tay, chu vi mấy dặm, nguyên khí bị lấy hết sạch, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Cái gì? Tề Chân Tử kinh hãi đến biến sắc, một trường này của đối phương, chỉ ở trên hắn. Ba người còn lại cũng dồn dập biến sắc, con người đột nhiên áp xúc. Oanh! Hai nguồn sức mạnh va chạm, dĩ nhiên là Tề Chân Tử rơi vào hạ phong, cả người bị va bay ra ngoài. Chi! Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, Hồ Diên Minh thất sắc nói. Tuyên truyền sức mạnh của ý niệm không gian, ngươi chỉ là thuật luyện sư cấp 2, làm sao có khả năng làm được? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đều là thuật luyện sư, nếu ngươi có thể. Vì sao ta không thể? Hồ Diên Minh giận dữ, lạnh lùng nói.
Ta chính là thuật luyện sư cấp 4, há lại là cấp 2 như ngươi có thể so sánh. Nếu ngươi quá sớm bại lộ thực lực của mình, này chỉ có một con đường chết. Hắn nhất thời nổi lên sát tâm, quát lên. Vạn đạo lôi đình, oanh cho ta. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời bắt đầu hiện ra lượng lớn mây đen, đoàn đoàn năng lượng chớp giật đùng đùng tụ hợp lại, hình thành một đoàn năng lượng khổng lồ, toàn bộ đại địa bị bao phủ bởi một mảnh ánh sáng màu xanh lấp lóe. Lượng lớn lôi điện chi lực như vậy, nếu rơi xuống, coi như là vũ tông cường giả sợ cũng phải bỏ mình tại chỗ. Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn Hồ Diên Minh một chút, dồn dập lui về phía sau, chỉ lo lôi điện chi lực này ngộ thương mình. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đứng ở đó, lạnh lùng nhìn thiên không, quát khẽ. Có ta ở đây, ai cho hiện xét đánh chấp giật? Tản ra cho ta! Tản ra cho ta! Một thanh âm thẳng vào trời cao, ở trên đại địa vang vọng lên. Phảng phất như ngôn xuất pháp theo, mây đen cùng lôi điện tàn phá đầy trời, vào lúc này dĩ nhiên yên tĩnh lại, bắt đầu chậm rãi biến mất. Một tia ánh mặt trời, trực tiếp từ phía chân trời chiếu rọi xuống. Phốc! Lực lượng ý niệm của Hồ Diên Minh bị đánh tan, tâm thần cả người chấn động, phun ra ngoài một ngụm tâm huyết, kinh nộ quát liên tục. Làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Lực lượng linh hồn dĩ nhiên còn ở trên ta. Lý Vân Tiêu hơi nheo cặp mắt lại, ngẩng đầu hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, từng cái văn tự màu vàng ở giữa mi tâm của hắn thoáng hiện, nơi này chính là ý niệm của chân linh hỏa phượng ngưng tụ thành, đại diễn thần quyết của hắn dĩ nhiên có thể không bị hạn chế tùy ý triển khai. Ở dưới vùng trời này, cường độ linh hồn của hắn chỉ ít đạt đến trên cấp 5. Hắn hơi cảm thụ ý thức của vùng trời này, linh hồn cùng đất trời liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, giơ tay nhấc chân, liền có thể lợi dụng lực lượng của ý niệm hỏa phượng. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm. Đã lâu không có loại cảm giác tràn ngập sức mạnh này. Mọi người cùng nhau tiến lên, tiểu tử này quá tà dị. Hồ Diên Minh cũng cảm thấy một loại sức mạnh khiếp đảm, đang không ngừng đem hồn lực của hắn từ trong ý niệm thế giới trục xuất ra. Tề Chân Tử cũng giận tím mặt, quát lên. Không nên lưu thủ, toàn bộ dùng công kích mạnh nhất. Năm người nhất thời điên cuồng, đem nguyên lực vận chuyển tới đỉnh cao, từng người lấy ra huyền binh giải phong. Hai mắt của Hồ Diên Minh đỏ bừng, trên trán gân xanh bạo lộ, khuôn mặt dữ tợn, đang gắt gao dùng hồn lực chống lại Lý Vân Tiêu câu thông ý thức thế giới. Thanh Minh Thần Lôi Thiểm, Bích Phiêm Thánh Đao, Cực Hàn Chân Khí, Vũ Lâm U Chảo. Bốn đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, nhanh như chớp giật nhắm về Lý Vân Tiêu xung kích mà đi. Ba vị Vũ Vương, một vị Vũ Tông Cường giả liên thủ, còn có Hồ Diên Minh liều mạng dùng hồn lực đối kháng. Chỉ cần chặt đứt Lý Vân Tiêu thuyên chuyển lực lượng thiên địa, kia là chắc chắn phải chết. A, à, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ với công kích trước mắt, không để ở trong lòng chút nào. Hắn giơ tay phải lên, từng đạo lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ở trong tay hắn bắt đầu ngưng tụ thành một phong nhận thật dài, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mặt trên có khắc nhật nguyệt ngôi sao, chim muông núi sông. Làm sao có khả năng? Cả người Hồ Diên Minh mồ hôi lạnh tràn trề, thở hổn hển sợ hãi nói. Ở dưới ta toàn lực công kích, lại vẫn có thể dễ dàng thuyên chuyển lực lượng ý niệm như thế, người rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu căn bản không để ý tới hắn, mà là thâm tình nhìn đại kiếm trong tay, lẩm bẩm cười nói. Đã lâu không gặp, bạn cũ, mặc dù là ở ý thức không gian, nhưng có thể nhìn lại ngươi một chút, cũng làm cho ta hồi ức vô cùng. Hắn đem đại kiếm giơ lên cao cao. Trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nhìn bốn đạo lực lượng chạy như bay mà tới, gần từng chữ nói. Kiếm Trảm Tinh Thần, Bế Nghệ Thiên Hạ. Hầu như đem hết thảy lực lượng ý niệm có thể điều động, tất cả đều hội tụ ở trên chiêu kiếm này. Theo đại kiếm của Lý Vân Tiêu chém ra, toàn bộ không gian phát sinh từng trận nổ vang, bắt đầu bất ổn lên. Oanh! Bốn nguồn sức mạnh kia hoàn toàn bị lực lượng của hắn nuốt chửng vào, dự uy không giảm, mạnh mẽ hướng về năm người đè xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng không cam lòng vang vọng cả thiên địa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trắng bệch, không thể duy trì hình thái kiếm Trảm Tinh Thần, hóa thành đạo đạo ánh huỳnh quang biến mất ở trong tay. Đại diễn thần quyết ở trên trán trở nên càng thêm sáng rực rỡ, điên cuồng bổ dưỡng hồn lực bị hao tổn của hắn. Không được, không gian muốn sụp xuống. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lo lắng, vội vàng chạy như bay về phía Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nếu không gian ý thức đổ nát, cũng sẽ không phát sinh dị dạng gì,
chỉ là trở lại đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn mà thôi. Thế nhưng Phượng Hoàng chân hỏa này sẽ biến mất không còn. Sau khi năm người Tề chân tử ăn một đòn của hắn, đã không thấy tăm hơi. Lý Vân Tiêu cũng không kịp quản quá nhiều, nhanh chóng chạy về phía trước, rốt cục chỉ chốc lát sau, hắn liền chạm tới chân hỏa. Hắn nhịn xuống cả người kích động, dùng tay nhẹ nhàng bắt đi tới. Hổn hển, chân hỏa dựng lên, giống như có sinh mệnh, trực tiếp chui vào trong tay hắn, đem một cánh tay bốc cháy. A, à, cảm giác đau đớn để Lý Vân Tiêu sợ hãi, Phượng Hoàng chân hỏa này trực tiếp xuyên thấu nguyên khí hộ thể của hắn, để thân thể kịch liệt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc, cả người hắn hóa thành một hỏa nhân, ở trong thống khổ gào thét dãy giụa. Món đồ quỷ quái gì vậy? Lẽ nào lão tử phải treo ở đây sao? Hắn ngơ ngác phát hiện, cỗ hỏa diễm kia không chỉ thiêu đốt thân thể của hắn, ngay cả linh hồn cũng vào lúc này bốc cháy lên. Không thể, lão tử là Phá Quân Vũ Đế, làm sao dễ dàng chết đi như vậy? Lý Vân Tiêu sợ đến hồn phi phách tán, nếu linh hồn bị diệt, vậy thì thật sự chết không thể chết lại. Hắn cũng không để ý ngọn lửa trên người, vội vàng ngồi ngay ngắn xuống, linh hồn trực tiếp huyễn ảnh ở trong giới thần bi, nhất thời tránh được một kiếp. Lần này thảm, thân thể triệt để xong đời. Hắn đứng ở trong giới thần bi, cảm nhận được từ thân thể truyền đến tâm ý hủy diệt, cả người choáng váng. Càng làm cho hắn cực kỳ ngơ ngác chính là, trên bầu trời giới thần bi, bắt đầu hiện ra đoàn đoàn hỏa vân, chậm rãi hiện thành dáng dấp Phượng Hoàng, ở trên bầu trời bay lượn. Tựa hồ Phượng Hoàng kia phát hiện sự tồn tại của hắn, nhất thời kêu to một tiếng, từ trên bầu trời lao xuống, hướng về linh hồn của hắn đuổi theo. Chỗ Phượng Hoàng đi qua, tất cả đều rơi vào trong biển lửa, toàn bộ giới thần bi ở dưới con Phượng Hoàng kia tàn phá, cũng hoàn toàn bốc cháy lên. Lý Vân Tiêu mắt choáng váng, lần này lên trời không đường xuống đất không cửa, toàn bộ đất trời không có chỗ thoát thân a. Mắt thấy chân hỏa biến thành Phượng Hoàng từ trên trời hạ xuống, Lý Vân Tiêu triệt để bó tay, ngầm cười khổ không ngớt. Thật vất vả đầu thai làm người, vừa thức tỉnh bao lâu a? Lại lập tức phải treo, lần này ngay cả linh hồn cũng bị hỏa táng, sợ là không có cách nào chuyển thế sống lại. Ngay ở thời điểm hắn cay đắng không ngớt, rốt cục hỏa Phượng Hoàng lạc ở trên người, bắn lên đốm lửa trùng thiên, linh hồn huyễn ảnh ở trong lửa lớn rừng rực bắt đầu bốc cháy lên, ý thức của hắn dần dần yếu đi. Thu! Một tiếng Phượng Hoàng hí dài, ở đáy lòng hắn lúc ẩn lúc hiện vang lên. Ý thức mơ hồ chậm rãi bay ra, theo tiếng Phượng Hoàng kêu kia tựa hồ trôi về nơi vô cùng vô tận. Tựa hồ có đủ loại hình ảnh kỳ quái bắt đầu hiện lên ở trong đầu, phảng phất hóa thành một con Phượng Hoàng bất tử, bay lượn trên bầu trời. Trong mắt bản thân nhìn thấy vùng thế giới kia, tựa hồ là Thiên Vũ Đại Lục, nhưng lại có chút không giống. Ánh mắt của hắn nhìn thấy, so với bình thường muốn xa vô số lần, tựa hồ phần cuối của thiên địa cũng chỉ gần ngay trước mắt. Đây là... Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, Phượng Hoàng bay lượn nối tiếp nhau, là một mảnh liên miên không dứt, linh khí trùng thiên. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội, địa hình dãy núi này hắn một chút liền nhận ra, tuy rằng linh khí không có kinh khủng như nhìn thấy trước mắt, nhưng cả đời hắn cũng sẽ không quên, nơi này chính là nơi kiếp trước hắn ngã xuống, Thiên Đãng Sơn Mạch. Theo Phượng Hoàng bay lượn, mảnh vỡ ký ức phủ đầy bụi bắt đầu trở lại trong đầu, tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh, kiếp trước phát sinh một ít chuyện cũng dồn dập hiện lên, tựa hồ hơi có chút hiểu ra. Ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể có ý thức sót lại? Đây là ký ức của con Phượng Hoàng này khi còn sống. Cũng phải, này là Thiên Vũ Đại Lục mà nó nhìn thấy ở vô số năm trước, đến cùng là chuyện ra sao? Lý Vân Tiêu nhớ tới tình trạng của mình, nhất thời bình tĩnh lại, dứt bỏ tạp niệm, tâm tư trở lại sự vật mà Phượng Hoàng nhìn thấy. Đột nhiên, từ trong Thiên Đãng Sơn Mạch bắn ra một cột sáng trùng thiên, tiếp theo lại là một cái, phân biệt ở góc độ không giống, liên tục 6 cái cột sáng từ trong Sơn Mạch cấp tốc bay lên, trực tiếp xuyên vào mây trời. Mỗi cái cột sáng trong lúc đó cách xa nhau ngàn dặm, ở rất xa hấp dẫn lẫn nhau. 6 cái cột sáng vừa vặn đem Phượng Hoàng vây lại, theo cột sáng bay lên, toàn bộ Thiên Đãng Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện rung động kịch liệt, lượng lớn chim muông tứ tán, ngay cả nguyên khí tựa hồ cũng vào lúc này cấp tốc thối lui, hiển lộ ra địa hình thế núi, một loại cảm giác yêu dị dần dần tản mát ra. Oanh! Bên trong dãy núi truyền đến một tiếng hô nặng nề, từng luồng khí thức màu đen bắt đầu tràn ngập. Loại lực lượng này đem nguyên khí nguyên bản rồi rào xua tan. Từ trong quần khí màu đen kia, đột nhiên hiện ra một con quái thú to lớn,
chỉ có nửa người trên là thực thể, nửa người dưới tất cả đều là do khí thể màu đen cấu thành, ánh mắt của nó như điện, trực tiếp bắn về phía chân linh hỏa phượng trên bầu trời. Thời điểm Lý Vân Tiêu nhìn thấy dáng dấp của quái thú này, nhất thời giật nảy cả mình. Dáng vẻ của quái thú này, cùng hắn ở trên một ít vách đá cổ xưa còn sót lại trong Thiên Đãng Sơn Mạch nhìn thấy giống như đúc. Căn cứ văn tự ghi chép, loại quái thú này gọi là Hắc Diễm Hung Hồn Sát. Hống! Hắc Diễm Hung Hồn Sát nhô người lên, đột nhiên hống ra một hơi, không gian kia như mặt gương bị chấn đến mức nát tan, trên bầu trời hiện ra từng vết rạn cùng hố đen, sóng âm mãnh liệt vỡ vụn không gian, đột nhiên chấn động tới Phượng Hoàng. Thu! Hỏa Phượng hí dài một tiếng, ở trên không trung phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đem toàn bộ chân trời đốt đỏ bừng, biển lửa hướng dưới lăn lăn đi, như sóng biển một làn sóng che lại một làn sóng, va chạm vào sóng âm. Oanh! Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, toàn bộ bầu trời bị vỡ thành hai mảnh, trung gian hiện ra một cái hố đen thật dài, bên trong đầy rẫy các loại năng lượng mặt trái của vũ trụ, trắng trợn nuốt chửng tất cả. Tâm thần của Lý Vân Tiêu bị kinh hãi, hắn cũng là tồn tại đã từng đứng ở đỉnh cao của Thiên Vũ Đại Lục, nhưng loại quyết đấu một chiêu liền đánh nát hư không kia là chưa từng gặp. Năm ấy cùng bá Thiên Vũ Đế tranh cướp thiên địa phong vân bảng, đem thánh vực đánh vụn, đã bị truyền là giai thoại. Nhưng cùng loại trực tiếp xé rách không gian kia so sánh, hoàn toàn biến thành trò trẻ con. Tuy rằng hắn không có hình thể, nhưng ý thức cũng nuốt ngụm nước miếng, chấn động không chỉ là như vậy, Hắc Diễm Hung Hồn Sát kia đến cùng là quái vật ra sao? Dĩ nhiên có thể cùng chân linh chống đỡ, vì sao không có ghi lại ở trong điển tịch? Lần đầu nhìn thấy bích họa của Hắc Diễm Hung Hồn Sát, còn tưởng rằng là một loại đồ đằng nào đó của các bộ lạc cổ xưa, chỉ là yêu thú cao cấp một chút mà thôi. Nhưng hiện tại vừa thấy, sự việc hoàn toàn không phải như thế. Hắc Diễm Hung Hồn Sát kia, dĩ nhiên cũng có lực lượng thập phương thần cảnh. Hống! Hắc Diễm Hung Hồn Sát thấy Hỏa Phượng chặn lại công kích của nó, tựa hồ hết sức bất mãn, giống to một tiếng trực tiếp vọt lên, nửa người dưới là khí màu đen, liên miên không dứt lôi kéo lên, thật giống như một sợi dây thừng, không ngừng kéo dài. Thu! Hai thập phương thần cảnh cường giả nhất thời hỗn chiến. Trên bầu trời đâu đâu cũng có ngọn lửa màu đỏ cùng khí thể màu đen, quấn quýt cùng nhau. Rất nhanh bầu trời trong xanh cũng dần dần ảm đạm xuống, hư không chu vi vạn dặm bắt đầu hiện ra đạo đạo vết nứt màu đen, trong trăm dặm càng là vỡ vụn toàn bộ, hắc động thật lớn đang điên cuồng nuốt chửng các loại năng lượng. Mà hai vị cường giả ngay ở dưới trạng thái như vậy còn đang điên cuồng chém giết. Hỏa Phượng công kích đều là lấy linh xảo làm chủ, ở trên hố đen một mực bay lượn, không ngừng phun ra chân hỏa. Hắc Diễm Hung Hồn Sát thì không ngừng đuổi theo Phượng Hoàng công kích, khí thể màu đen trong tay điên cuồng thả ra ngoài, Lý Vân Tiêu híp mắt nhìn, cũng nhìn không ra bất kỳ manh mối gì, loại khí thể màu đen kia đến cùng là vật gì. Dĩ nhiên có thể chống đối chân hỏa công kích. Hai vị cường giả càng đánh càng mạnh, cứ như vậy đánh 7 ngày 7 đêm, rốt cục dần dần không chống đỡ nổi, bầu trời phá nát cũng từ từ tự mình chữa trị. Ý thức của Lý Vân Tiêu ở trên người Phượng Hoàng. Rất rõ ràng phát hiện Hỏa Phượng đã sớm chiến đến đèn cạn dầu, chỉ là khổ sở dùng tính mạng chống đỡ. Còn Hắc Diễm Hung Hồn Sát phỏng chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, khí thể màu đen cũng biến thành hết sức đạm bạc, thương thế trên người hai người càng là nhìn thấy mà giật mình. Một cái toàn thân màu đỏ, trên thân thể có điểm điểm lực lượng màu đen xâm nhập, hầu như thành Hắc Phượng Hoàng, mà Hắc Diễm Hung Hồn Sát lại bị thiêu khắp nơi, vô cùng thê thảm. Rốt cục, Hắc Diễm Hung Hồn Sát không chống đỡ nổi. Liên tiếp giống giận mấy tiếng, thân thể nhanh chóng từ không trung chìm xuống dưới, khí thể màu đen cũng theo thân thể rút xuống, lui về Thiên Đãng Sơn Mạch. Toàn bộ sơn mạch, nguyên khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn vào. Sáu cột sáng phóng lên trời, cũng trong nháy mắt bắt đầu biến ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tan ở trong thiên địa. Bầu trời ngoại trừ lượng lớn lỗ đen ra, đã trở nên một mảnh tĩnh giật. Thu! Hỏa Phượng kéo thân thể trọng thương. Rên rỉ một tiếng, bắt đầu hướng về xa xa bay đi. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được lực lượng tính mạng của nó đang kịch liệt hạ xuống, đặc biệt khí thể màu đen ở trong người càng ngày càng tàn phá, điên cuồng nuốt chửng sinh cơ của Phượng Hoàng. Rốt cục sau khi phi hành không biết bao lâu, Phượng Hoàng nhịn không được nữa, cả thân thể ngã xuống dưới. Ý thức của Lý Vân Tiêu cũng ở đây kết thúc, toàn bộ trong thiên địa trở nên một mảnh tối tăm. Nguyên lai đó là trí nhớ trước khi chết của con Hỏa Phượng này, nghe đồn Phượng Hoàng có thể niết bàn sống lại, nhưng vì sao nó lại trực tiếp vẫn lạc?
Lý Vân Tiêu có chút không rõ, càng để hắn nghi hoặc chính là. Ta hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không có cảm giác thân thể cùng linh hồn, vì sao ý thức còn có thể tồn tại? Ngay khi hắn trăm mối vẫn không có lời giải, đột nhiên trong đất trời dựng lên một đám lửa, dần dần đem ý thức của hắn thiêu đốt vào. Hắn nhận ra này chính là bản mệnh chi hỏa của Phượng Hoàng. Ở trong ngọn lửa, ý thức của hắn không chỉ bất diệt, trái lại bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Đây là... Hắn ngơ ngác nhìn bên trong hỏa diễm, nhìn bóng người dần dần nổi lên, nhất thời hoảng hốt, chính là linh hồn huyễn ảnh của mình. Rốt cục hắn cũng có cảm giác linh hồn tồn tại, ý thức có thân thể ký thác, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình vẫn còn ở trong giới thần bi. Phượng Hoàng chân hỏa còn nung đốt ở trên linh hồn của hắn, nhưng không có cảm giác không khỏe một chút nào, trái lại càng ngày càng thoải mái, rốt cục hỏa diễm dần dần cô đọng, kịch liệt bay vào trong hồn phách của hắn, ánh lửa ngập trời trong giới thần bi thu lại, co lại thành một dấu ấn hỏa vân, hiện lên ở trên trán. Linh hồn của ta, dĩ nhiên tái tạo. Lý Vân Tiêu khiếp sợ cảm nhận được hồn thể hoàn toàn mới này, một luồng lực lượng mạnh mẽ mà dâng trào ở trong linh hồn lưu truyền. Cấp 3, dĩ nhiên đạt đến trình độ thuật luyện sư cấp 3. Hắn khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm nói. Không chỉ như vậy, hơn nữa năng lượng linh hồn này là bàng bạc như vậy, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Hắn ngẩng đầu lên, giờ khắc này trong giới thần bi một mảnh trong trẻo. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm thụ cùng liên hệ ngoại giới. Lúc hồn phách của hắn thoát đi thân thể đã bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Giờ khắc này thăm dò, trên mặt cũng hiện ra một thần sắc cổ quái. Ở trong ý thức không gian của hỏa phượng, thân thể Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng, trên người không ngừng hiện ra lưu quang, óng ánh long lanh, phảng phất thấy rõ mỗi một mạch máu. Chính là bá thiên luyện thể quyết lưu ly chi thể. Thân thể kia đột nhiên mở mắt, trong tròng mắt tràn đầy giật mình, hắn cẩn thận kiểm tra toàn thân một phen, dĩ nhiên không có một chút tổn thương nào, hơn nữa so với lúc trước còn cường đại hơn mấy lần. Thân thể cũng tái tạo. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ. Cảm thụ lực lượng nguyên khí dâng trào trong cơ thể, đã đạt đến tam tinh võ sư. Liên tục vượt 3 cấp. Lý Vân Tiêu nhất thời đại hỉ lên. Nguyên lai Phượng Hoàng chi hỏa này cũng không phải là muốn tiêu diệt ta, mà là để ta niết bàn sống lại. Đột nhiên hắn đứng lên, mi tâm hiện ra dấu ấn hỏa vân, nhìn kỹ, bên trong phảng phất là một biển lửa địa ngục. Hô! Trực tiếp thu Phượng Hoàng chân hỏa vào trong linh hồn, cũng không biết là phúc hay hỏa. Nhưng lực lượng chân hỏa này quá mạnh, căn bản khó có thể điều động. Sợ là phải đợi đến lúc ta trở lại vũ đế, mới có thể hoàn toàn triển khai. Hắn hơi có chút thở dài, nhưng rất nhanh hiện ra một nụ cười, ngạo nhiên tự nói. Có điều có ngọn lửa này bảo vệ linh hồn, thử hỏi thế gian này đã sớm không có chân linh tồn tại, còn ai có thể gây tổn thương cho linh hồn của ta? Lý Vân Tiêu hơi thu lại tâm thần, không gian bốn phía bắt đầu cấp tốc biến hóa. Hắn biết đây là mình thu lấy Phượng Hoàng chân hỏa, ý thức còn sót lại của hỏa phượng đã hoàn toàn biến mất, vùng thế giới này cũng bắt đầu đổ nát. Nhưng có hồn lực của thuật luyện sư cấp 3, đủ ở trong không gian sụp xuống bảo toàn mình bình yên vô sự. Hắn đứng bất động ở đó, lặng lặng nhìn thế giới này tan vỡ. Rất nhanh, cảnh tượng bốn phía xuất hiện một trận di động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh trôi đi. Bóng người Lý Vân Tiêu trở lại trên Phượng Hoàng Sơn. Quay đầu lại nhìn vách đá kia, đã biến thành bóng loáng như ngọc, thượng cổ trận pháp hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Tiêu đem thần thức phóng ra, lên đến thuật luyện sư cấp 3, thần thức tăng cường mấy lần, rất nhanh tình huống cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều ở dưới thần thức của hắn, từng cọng cây ngọn cỏ, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều bị hắn trưởng khống. Hừ, bằng trọng thương chi khu của ngươi bây giờ, cũng muốn thương tổn ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, ánh mặt trời đột nhiên bị một bóng mờ ngăn trở, Tề Chân Tử máu me khắp người bay trên bầu trời, hắn giơ tay phải lên, từng đạo nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, chỉ có điều tất cả đều nhỏ như tơ nhện, hồi lâu mới ngưng tụ thành một đoàn nhỏ. Nếu không phục, có thể thử một lần. Lý Vân Tiêu cười gằn lấy ra Xuân Thủy Kiếm, một đạo hàn quang lấp lóe, giống như hoa xuân, bay lên trời cao. Con người của Tề Chân Tử áp xúc. Vẻ mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng hiển lộ ở trong đôi mắt, kiệt lực gầm hét lên. Dĩ nhiên lên cấp đến ta tinh võ sư, ta không cam lòng, ta không phục a. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu quét ra một chiêu kiếm,
liền biết lấy thân thể đổ nát của mình hiện tại, là tuyệt không có phần thắng. Không nghĩ tới mình đường đường một đời vũ tông cường giả, lại bị một võ sĩ tính toán, rơi vào tình thế chật vật như vậy. Tiểu tử, chờ ta khôi phục như cũ, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng nhất định phải đánh giết ngươi tan xương nát thịt. Hắn không cam lòng gào thét vài tiếng, rốt cục từ bỏ ý nghĩ đánh giết Lý Vân Tiêu, kéo lấy thân thể vết thương đầy dẫy bay đi. Nhưng vào lúc này, ba địa phương trên núi cũng trước sau bay ra một bóng người, theo Tề Chân Tử đi. Chính là Dịch Tiểu Sơn, Tống Thiên Thành cùng Hồ Diên Minh, ba người hắn ở dưới một đòn kia cũng suýt chút nữa mất mạng, giờ khắc này cũng chỉ còn chút chân khí. Ba người thấy Tề Chân Tử đi rồi, biết mình lưu lại càng là lành ít dữ nhiều, cũng cái này tiếp theo cái kia rời đi. Chỉ có Tôn Tu Mỹ thực lực yếu nhất, ở trong không gian ý thức bị oanh tan xương nát thịt, theo thế giới kia đồng thời đổ nát, thi cốt không tồn. Hừ, chờ ngươi khôi phục như cũ, đến thời điểm đó cũng không biết là ai giết ai. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia lạnh lùng, mấy người này thương thế quá nặng, không có mấy năm là đừng nghĩ khôi phục. Hiện tại linh hồn cùng thân thể của hắn đều là niết bàn sống lại, so với lúc trước quả thực chính là như hai người khác nhau, có một hai năm thời gian, đủ để hắn tu luyện tới trình độ đánh giết mấy người kia. Đột nhiên hắn hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra một nụ cười, nội tâm cảm thấy ấm áp. Giờ khắc này cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều ở dưới thần thức của hắn, có bốn bóng người đang hướng về đỉnh núi chạy như bay đến. Chính là Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh, phía trước còn có Huyền Lôi Kinh Vân Hống dẫn đường. Vân Thiếu, Tiêu Khinh Vương cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống là cái thứ nhất vọt lên, vẻ mặt ngờ vực bất định hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện dị dạng gì. Huyền Lôi Kinh Vân Hống là hơi khác thường nhìn Lý Vân Tiêu, tựa hồ nhận ra được biến hóa gì đó. Cẩn thận từng ly từng tí một ở trên người hắn làm nũng. Vân Tiêu. Lạc Vân Thường là người thứ hai xông đến, cấp thiết nhìn hắn nói. Ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười hì hì nói. Hảo tiểu tử, kẻ địch đâu? Trần Đại Sinh nói, nhìn thấy Lý Vân Tiêu bình yên vô sự, lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Trước tiên trở về rồi hãy nói. Đại quân của Bách Chiến Quốc phỏng chừng ít ngày nữa sẽ thối lui. Trần Đại Sinh sững sờ, đột nhiên cả kinh nói. Ngươi là võ sư. Ba sao võ sư. Hai người còn lại cũng đồng thời chấn động, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Không nói từ võ sĩ đến võ sư là vượt qua một đại cảnh giới, hơn nữa lúc này mới bao lâu, liền vọt thẳng lên ba cấp. Trên trán của Tiêu Khinh Vương cũng chảy ra mồ hôi lạnh, không thể tin tưởng cười khổ nói. Trước khi đại quân lên đường, tiểu tử ngươi vẫn là bát tinh võ sĩ, lúc này mới nửa tháng thời gian, liền đến tam tinh võ sư, chuyện này để chúng ta sống làm sao? Sau khi Lạc Vân Thường chấn động, nội tâm càng thêm khẳng định Lý Vân Tiêu tất nhiên là đồ đệ của Cổ Phi Dương. Ngoại trừ vị đại nhân tuyệt thế kia, cõi đời này còn ai có thể giáo dục ra đệ tử như vậy? Lý Vân Tiêu cười nói, ta cũng không nghĩ tới, vận may mà thôi, hạ sơn bàn lại đi. Vận may, cái trán mấy người đều hiện ra một tia hắc tuyến, ngay cả Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng là vẻ mặt khinh bỉ. Bốn người một thú, rất nhanh liền trở lại An Vĩnh Thành, theo Hồ Diên Minh rời đi, trận pháp bao phủ ba trấn nhỏ cũng tiêu tan, không còn tồn tại nữa. 800.000 đại quân dưới sự chỉ huy của Trần Đại Sinh, tiến quân thần tốc tới Côn Kim Thành. Nhất thời đại quân của Bách Chiến Quốc hỗn loạn, ở dưới hai mặt giáp công thua đến tan tác. Sau khi tử thương nặng nề mới có thể lui về cảnh nội Bách Chiến Quốc. Đại quân rốt cục đi vào Côn Kim Thành, hai quân hội sư. Thời điểm Lý Vân Tiêu sắp nhìn thấy Lý Trường Phong cũng có chút sốt sáng lên, linh hồn ký ức của mình chủ yếu lấy Cổ Phi Dương làm chủ, thế nhưng 15 năm qua xác thực là Lý gia trưởng tôn, là con trai ruột của Lý Trường Phong. Nhìn một vị tướng lĩnh trung niên, tuy rằng cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng để mình mở miệng gọi cha, vẫn là thoáng cảm thấy có chút lúng túng. Tiểu tử thúi, thấy lão tử cũng không chào hỏi. Lý Trường Phong trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, đi lên phía trước mạnh mẽ vỗ xuống một cái. Lý Vân Tiêu cười khổ nâng tay nắm lấy, ngạc nhiên phát hiện một trường kia nhìn như uy mãnh, kỳ thực hạ xuống nhẹ vô cùng, nội tâm hằn ấm áp, nhất thời mở miệng kêu lên. Cha! Lý Trường Phong trừng mắt thu lại bàn tay, mắng. Đánh ngươi lại vẫn dám chặn, trở lại chậm rãi trừng trị ngươi. Hắn trợn tròn mắt.
Trong con ngươi lướt qua một tia hài lòng, này làm sao có thể chạy trốn khỏi hai mắt của Lý Vân Tiêu. Hừ, tiểu tử ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Trong mắt Trần Đại Sinh tất cả đều là vẻ đố kỵ, bất mãn nói. Lý Trường Phong sững sờ, tùy tiện nói. Có phải là dọc theo đường đi tiểu tử này gây phiền toái cho Trần Thúc? Đợi lát nữa xem ta không đánh chết hắn. Trần Lâm cũng bất mãn mạnh mẽ đánh vào trước ngực hắn một quyền, cả giận nói. Trang, tiếp tục trang cho ta. Trang. Trong đầu Lý Trường Phong tràn đầy dấu chấm hỏi, ngạc nhiên nói. Ta trang cái gì? Hàn Thiên Phương cũng mắng. Trang cái gì? Là giả ngu đi, có một đứa con trai tốt như thế, lại tàng nhiều năm như vậy, ngoá. Thiệt thòi chúng ta còn coi ngươi là huynh đệ. Trần Lâm cũng mắng lên. Không chỉ vậy, mỗi lần nhìn thấy hài tử vô dụng của ta, ta liền tức giận. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Vân Tiêu nhà ngươi, trong lòng rất nhanh sẽ cân bằng. Giờ thì tốt rồi, ngoá, ngươi để nội tâm ta làm sao cân bằng. Lý Trường Phong, hai vị, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hàn Thiên Phương nổi giận mắng. Giả bộ là không phải huynh đệ, ngươi đừng nói với ta ngươi không nhìn ra Lý Vân Tiêu đã là tam tinh võ sư a. Trần Lâm cũng tức giận nói. Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 2 nha. Tam tinh võ sư, cấp 2 thuật luyện sư. Tiểu tử này không phải thân thể rác rưởi, không cách nào tu luyện sao? Lời của hai người giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, đánh xuống trong đầu Lý Trường Phong, lúc này hắn mới thất thần nhìn tới Lý Vân Tiêu, lấy tu vi vũ quân của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tam tinh võ sư. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nhi tử, đều không đành lòng dùng thần thức điều tra. Vì vậy chưa phát hiện. Ngươi đúng là tam tinh võ sư. Ngươi đúng là thuật luyện sư cấp 2. Ngạch, trước đây là, cũng gần như vậy đi. Tiểu tử thúi, ngươi lừa ta thật khổ a. Trong nháy mắt hai mắt Lý Trường Phong đỏ bừng, cả người run rẩy lên, hắn cố nén nước mắt không cho rớt xuống, mạnh mẽ xông lên đạp ra ngoài một cước. Trực tiếp đá Lý Vân Tiêu bay xa. Đại quân ở Côn Kim Thành nghỉ ngơi 3 ngày. Liền khải hoàn về chiều. Lý Trường Phong tùy tiện tìm cái cớ thân thể không khỏe, phải về kinh tu dưỡng, đem sự vụ trong thành ném cho vài tên phó tướng, lúc này mới nằm vạ ở trong đại quân của Trần Đại Sinh đồng thời trở lại, còn trực tiếp cùng Lý Vân Tiêu chen trên một chiếc chiến xa. Lý Vân Tiêu không có tâm tư để ý đến hắn, mỗi ngày đều quan sát tình huống của Kế Mông, trên mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Từ khi Kế Mông ở Phượng Hoàng Sơn trở về, liền vẫn hôn mê bất tỉnh. Cổ Vinh cho hắn dùng một ít đan dược, cũng chỉ là ngừng lại thương thế lan tràn, sinh cơ vẫn như cũ là càng ngày càng yếu. Nhưng cũng may tính mạng là tạm thời bảo vệ, chỉ cần bất tử, tuy rằng phiền phức một chút, nhưng lấy năng lực của hắn là có thể cứu về được. Lần này khải hoàn về chiều, Trần Đại Sinh cố ý chọn một con đường xa, trải qua rất nhiều thành trì, trễ hơn 10 ngày thời gian, rốt cục ở một tháng sau mới trở lại thủ đô. Nhưng hết thảy tướng sĩ đối với nhiễu đường xa. Không ai có một lời oán hận, ngược lại tất cả đều là mặt mày hớn hở, muốn oán cũng oán nhiễu không đủ xa, đi ngang qua thành chỉ quá ít. Lần này đại thắng mà về, triều chính chấn động. 5 năm qua, một lần tác chiến quy mô to lớn nhất đối với Bách Chiến Quốc, chiến tích tốt ngoài ý muốn, toàn bộ triều chính cũng bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp đại quân mà có chút sốt sắng lên. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, đại quân trở về, cũng không phải là mọi chuyện kết thúc. Mà lại ý nghĩa một hồi tranh cướp vương vị đến thời khắc quyết định. Một hồi phong ba càng to lớn hơn sắp bao phủ toàn bộ Thiên Thủy Quốc, mỗi người cũng dồn dập đứng thành hàng. Phải biết sau khi thế cuộc trong sang, lại đứng thành hàng, đã chậm. Sự tình thuê hoa trên gấm người người đều biết làm, chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới có thể đi vào vòng tròn tung tâm. Tần Dương một mặt âm trầm ở trong phủ đệ nghe thủ hạ báo cáo, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc, lạnh lùng nói. Những tên phế vật Bách Chiến Quốc này, ta đã sớm biết không dựa dẫm được. May là sự kiện kia đã thành công, hơn nữa còn thu hoạch ngoài ý muốn một tin tức vô cùng tốt. Hắn đứng dậy, đứng ở trong đại sảnh trống rỗng, lãnh đạm nói. Hừ, Tần Nguyệt, Lý Vân Tiêu, Tiêu Khinh Vương, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chờ xem các ngươi làm sao từ vị trí cao cao tại thượng, trực tiếp tan xương nát thịt. Ngoài thành bắt đầu dựng nghênh quân đài. Chính là thời điểm mỗi lần đại quân xuất chinh khải toàn trở về, quốc vương đều tự mình xuất lĩnh bách quan nghênh tiếp. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng toàn bộ triều chính đều ngửi được một luồng sóng ngầm phun trào.
Nghe nói lần này quốc vương bệ hạ không có dự định nghênh tiếp đại quân, mà là Tần Nguyệt tự mình cho dựng nghênh quân đài, thế cuộc triều chính bắt đầu dị thường sốt sáng lên. Giờ khắc này đại quân đang đóng trại ở ngoài thành 30 dặm, chờ đợi nghi thức nghênh tiếp. Hiện tại tất cả mọi người đều dồn dập suy đoán, ngày đại quân vào thành đó, quốc vương bệ hạ có thể dự họp hay không, nếu không có xuất hiện, như vậy động tác này của Tần Nguyệt không thể nghi ngờ là tự ý lôi kéo đại thần quân đội, chính là trọng tội. Hơn nữa người phe phái của Tần Nguyệt cũng dồn dập đứng ngồi không yên, đến thời điểm đó nếu mình tùy tùng đi ra thành nghênh tiếp, sẽ trở thành trọng tội. Nhưng nếu không theo ra khỏi thành, này không thể nghi ngờ sẽ bị đá ra trận tuyến. Hiện tại người tinh tường đều nhìn ra được, hầu như toàn bộ quân đội đều chống đỡ Tần Nguyệt, đã nắm chắc phần thắng. Rốt cục sau 3 ngày, nghênh quân đài được dựng lên, vạn dặm không mây, gió nhẹ phất phơ. Tần Nguyệt tắm rửa thay y phục, thân mang ngọc bào ngũ long hí châu, bên hông cột một ngọc bội ngũ trảo kim long, khí vũ hiên ngang đứng trên nghênh quân đài, có khí thế quân lâm thiên hạ. Bạch mâu vẫn như cũ là bạch y phơ phất, lụa mỏng che mặt ở sau lưng hắn, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức mê luyến. Nguyệt điện hạ, xem ra hôm nay bệ hạ là sẽ không tới. Từ đại nhân ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí nói. Ánh mắt Tần Nguyệt tìm đến hoàng cung, chỉ thấy một mảnh dấu hiệu hoàng hôn nặng nề cho nguội. Pháp luật vương quốc quy định, trong thủ đô bất kỳ kiến trúc nào cũng không thể cao hơn hoàng cung. Nhưng lần này kiến nghênh quân đài, lại cố ý làm cao hơn 2 lầu, so với hoàng cung còn cao hơn 10 mét, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ giang sơn thiên thủy quốc đều thu vào đáy mắt, rất thích ý. Hắn cười lạnh, đi thẳng tới bảo tòa cửu long chuẩn bị cho Tần Chính, ngay ở trước mặt hết thảy quần thần ngồi xuống, lãnh đạm nói. Phụ vương thân thể không khỏe. Hôm nay liền do ta đến đại diện thiên tử làm việc. Nguyệt điện hạ vạn tuế. Từ đại nhân vội vàng đi tới trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, hô to lên. Lần này quần thần đều là hai mặt nhìn nhau, dám can đảm hô to như vậy, hiển nhiên là tội lớn mưu phản. Nhưng giờ khắc này ai cũng không phải người ngu, biết thời khắc mấu chốt đã đến, dồn dập quỳ theo, đồng thời hô to, nhất thời thanh uy từng trận, ở trên bầu trời thủ đô truyền ra. Nguyệt điện hạ vạn tuế. Nguyệt điện hạ vạn tuế. Bên trong thủ đô, những đại thần chưa đi ra ngoài kia đều biến sắc, trong hai mắt lộ ra vẻ sầu lo. Ngay cả bách tính bình thường đi trên đường, sau khi nghe được cũng kinh hãi không ngớt, tựa hồ ý thức được sẽ có đại sự phát sinh. Người buôn bán nhỏ cũng dồn dập thu nạp chuyện làm ăn, đóng cửa tiệm, từng cái đóng cửa ở nhà không dám ra. Long Khánh đứng ở trên cửa thành, nhìn nghênh quân đài cao vót phía xa. Thở dài một tiếng, xoay người phân phó nói. Bắt đầu từ bây giờ, toàn thành giới nghiêm, tiến vào quản chế cấp 1, bất luận người nào cũng không được mang binh khí đi trên đường phố, không được tụ chúng gây sự, nếu như có vi phạm, tiền trảm hậu tấu. Lam Hoàng ở trong tiểu viện của mình pha ấm trà, chậm rãi thưởng thức, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Giờ khắc này Lý Thuần Dương cũng đứng trên nghênh quân đài. Hắn nhìn một đám triều thần nịnh hót đứng thành hàng, cảm thấy nội tâm như ăn con ruồi, cau mày nói. Nguyệt Vương tử điện hạ, như vậy không hay lắm a. Tần Nguyệt hơi sững sờ, lập tức vươn tay ra, ngừng lại mọi người hô to, dịu dàng cười nói. Được rồi, đừng hô nữa, chư vị ái khanh xin đứng lên. Hắn quay đầu nói. Từ đại nhân, đem danh sách quan chức lần này không tới nghênh quân đài toàn bộ ghi chép xuống cho ta. Vâng. Từ đại nhân vội vàng đáp, trong lòng nhất thời mở cờ trong bụng. Việc trọng yếu như vậy giao cho mình làm, hiển nhiên đã coi mình là tâm phúc, nhất thời đắc ý lui xuống. Đại thần còn lại trong lòng đều tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng, đồng thời cũng vì những đại thần sắp xui xẻo kia cười gần không ngớt. Trong đầu âm thầm tính toán mấy vị trí trống không, mình có thể trèo lên hoặc là sắp xếp một ít con cháu tiến vào. Tính quốc công, ngươi nhìn bọn họ còn bao lâu sẽ tới? Tần Nguyệt ức chế không được nội tâm vui sướng, cười hỏi. Lý Thuần Dương mở ra thần thức, hai mắt híp lại nói. Đại khái còn nửa nén hương thời gian. Được, ta sẽ chờ ở đây, đợi thời khắc lịch sử kia tới. Hai tay Tần Nguyệt xoa cùng nhau, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Đột nhiên dưới nghênh quân đài truyền đến một thanh âm lạnh như băng, châm chọc nói. Là thời khắc lịch sử gì, để đệ ngươi kích động như hầu tử vậy? Mọi người dồn dập nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Dương đỡ Tần Chính, đang lạnh lùng theo dõi hắn.
Một tên thái giám cao giọng thét to. Bệ hạ giá lâm, còn không xuống đài nghênh tiếp. Tất cả mọi người đều căng thẳng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Nguyệt cười lạnh, cao giọng nói. Phụ vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Bất quá nghênh quân đài này thiết kế quá cao, đi xuống rất bất tiện. Vẫn là để cho đại ca nâng phụ vương cẩn thận đến thì hơn. Sắc mặt Tần Chính tái xanh, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, run rẩy nói. Hay, hay, không thiệt thòi là con trai ngoan của ta. Hắn ở dưới sự nâng đỡ của Tần Dương, chậm rãi đi lên đài, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, đều đang yên lặng nhìn kỹ thời khắc lịch sử này. Không ít đại thần trong lòng đều tràn lên một loại cảm giác hoàng hôn, nhất triều thiên tử nhất triều thần, một đời người mới thay người cũ. Lý Thuần Dương cũng hơi thở dài một tiếng, cảm thấy mình thật sự già rồi. Nhớ lại năm đó cùng Tần Chính quân thần ở Trung Hòa Thuận, trong lòng một mảnh thương cảm. Rất nhanh, đám người Tần Chính đi tới nghênh quân đài. Tần Dương lạnh lùng nói. Phụ vương đã tới, các ngươi còn không cúi chào. Tần Nguyệt, vị trí của phụ vương, ngươi cũng nên nhường lại chứ. Tần Nguyệt lạnh rên một tiếng, cực không tình nguyện từ trên long y đứng lên, thân thể cứng ngắc lại xuống. Nhi thần tham kiến phụ vương. Hắn vừa động, nhất thời văn võ bá quan dồn dập quỳ lại xuống. Chỉ có Lý Thuần Dương đứng thẳng bất động, như pho tượng đứng ở đó. Hắn đã là vũ vương cảnh giới, có thể không quỳ lại. Tần Chính dùng ánh mắt vẩn đục nhìn Lý Thuần Dương một chút, hai mắt hoa dâm tựa hồ lướt qua rất nhiều cô đơn, lúc này mới ở dưới mấy người nâng đỡ, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi trên long ỷ. Tần Như Tuyết cũng yên lặng đi ở sau lưng Tần Chính. Ngày hôm nay tình huống đặc biệt nàng cũng rõ ràng trong lòng, ở nhà đế vương, sớm muộn sẽ diễn tình cảnh này. Ngày hôm nay nàng đi theo, chỉ là muốn gặp Lý Vân Tiêu mà thôi. Hơn nữa trong lòng bất luận làm sao, trước sau cũng không đành lòng nhìn phụ thân già nua bị người con trai của mình nhục nhã. Đứng lên đi. Tần Chính nhàn nhạt quay về văn võ bá quan nói. Các ngươi đều rất tốt. Cũng không ai biết lời nói của hắn là ý gì. Nhưng cô đơn cùng bất đắc dĩ trong đó là lộ rõ trên mặt, khiến người ta không nhịn được thổn thức. Một đời quốc vương đã từng hùng tâm tráng trí, bây giờ cũng đến thời điểm già lọm khọm. Rốt cục, sau khi quốc vương ngồi vào chỗ của mình không lâu, trên bầu trời trong xanh bắt đầu bay tới một đám mây đen. Mặt đất như có tần suất khẽ run lên, xa xa phía trên đường chân trời, hiện ra bóng người lít nha lít nhít. Một cây đại kỳ bắt đầu dựng lên, đón gió lay động. Tần Chính dại ra ngồi ở trên long y, tựa hồ buồn ngủ. Tần Nguyệt hơi nhướng mày, tiến lên tấu nói. Phụ vương, có thể bắt đầu rồi. Lúc này Tần Chính mới hơi phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói. Bắt đầu đi. Tiếng nói của hắn hết sức vô lực, sau khi nói xong lại bắt đầu rơi vào loại trạng thái mê man kia. Tần Nguyệt nhìn con ngươi vẩn đục của hắn, có không ít điểm nhỏ màu xanh lục, nội tâm cười lạnh, đồng thời châm chọc nhìn Tần Dương một chút. Lúc này mới đi tới trước nghênh quân đài, lớn tiếng nói. Nghênh tiếp bắt đầu. Nhất thời, dưới nghênh quân đài có hai đội kỵ binh mặc trang phục màu đỏ bắt đầu thổi hào giác, chậm rãi hướng về hai bên tản ra. Mấy xe ngựa có đặt chống trận cũng từ trung gian đẩy ra, hai tên lực sĩ bắp thịt loang lổ đứng trên chiến xa, ra sức đánh đại cổ, thanh uy rung trời. Đám người Trần Đại Sinh từng cái cưỡi ở trên chiến mã, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Mọi người đã cùng Tần Nguyệt liên hệ tin tức, ngày hôm nay sẽ là một ngày ghi vào lịch sử của Thiên Thủy Quốc. Trần Chân cả người kích động nói. Vân Thiếu, lần này ngươi lập công lao to lớn nhất, Tần Nguyệt Điện Hạ chí ít cũng sẽ phong ngươi làm công tước. Cha cha, vậy sẽ thành một môn hai công tước. Lý Vân Tiêu cười nhạt, lơ đễnh nói. Chờ sau khi hắn đăng cơ, ta liền rời đi Thiên Thủy Quốc. Tại sao? Trần Chân giật mình kêu lên. Tựa hồ hắn rõ ràng cái gì, lặng lẽ không nói. Trần Đại Sinh tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ Kim Lân há là vật trong ao, hắn sớm muộn sẽ cưỡi gió hóa chân long. Nội tâm của Lạc Vân Thường cũng hơi nhảy một cái, có chút kinh hoàng lên, lẽ nào vị đại nhân kia muốn rời khỏi Thiên Thủy Quốc sao? Nội tâm của nàng có chút bất an, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, bất luận Lý Vân Tiêu đi tới đâu, nàng đều đi theo. Nếu như vậy, chí ít cách người sẽ không quá xa. 800.000 đại quân tất cả đều thân mang áo giáp, ở dưới ánh mặt trời một mảnh chói mắt lóng lánh, thật giống như là hải dương khải sắc bao phủ tới. Tùy theo mà đến,
còn có quân khí sát phạt, ép thẳng tới văn võ bá quan trên nghênh quân đài hết sức không khỏe. Dừng lại. Đại quân đến dưới nghênh quân đài, Trần Đại Sinh đột nhiên hét một tiếng, nhất thời 800.000 đại quân cùng dừng lại. Bước tiến chỉnh tề thật giống như máy móc, dĩ nhiên không có một chút sai lầm nào. Phụ vương. Tần Nguyệt hô lớn một tiếng. Lúc này Tần Chính mới lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, ở dưới Tần Dương cùng Tần Như Tuyết nâng chậm rãi đi tới trước sân khấu, nhìn dưới đài một mảnh ngân giáp lóng lánh chói mắt, nhất thời trong mắt đau đớn. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói. Chấm, xuất lĩnh văn võ bá quan ở đây nghênh tiếp đại quân Khải Hoàn. Hắn cố ý tăng cao chút âm thanh, muốn lớn tiếng hơn gọi ra, nhưng lại tràn đầy vẻ mệt mỏi, chỉ có những võ giả cao cường kia mới nghe được thanh thanh sở sở. Ngày hôm nay, không chỉ có đại quân đánh tan quân địch, đại thắng mà về. Đồng thời, cũng là thiên thủy quốc ta tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, là thời điểm Tân Vương đăng vị. Tần Chính nói nhất thời làm cho tất cả mọi người chấn động, dồn dập sốt sắng lên. Ánh mắt của hắn tựa hồ khôi phục một điểm thần thái, lớn tiếng nói. Hôm nay ở đây, ta muốn tuyên bố Tân Vương tiếp nhiệm. Tần Nguyệt biến sắc, đột nhiên đi lên phía trước quát lên. Chậm đã. Tần Chính nói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, Tần Nguyệt càng là sắc mặt âm hàn lập tức kêu ngừng. Nếu để cho Tần Chính trực tiếp tuyên bố thái tử là Tần Dương, như vậy mặc dù tương lai mình đăng cơ, cũng là danh không chính ngôn không thuận. Hắn quả đoán trực tiếp đánh gãy. Tần Nguyệt, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn phụ vương tuyên bố thái tử? Tần Dương âm lãnh quát lên, trước mặt mọi người, tuy rằng đều là người của Tần Nguyệt, nhưng thiên địa quân thân sư, chính là nhân luân cương thường. Coi như là thật sự muốn làm phản, cũng tuyệt không dám công nhiên vi phạm. Tần Nguyệt trầm mặt, trong tròng mắt lướt qua một tia lệ khí, lạnh lùng nói. Đương nhiên không phải, chỉ có điều ở trước khi tuyên bố, ta có ba vấn đề muốn hỏi phụ vương. Tần Chính nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mệt mỏi nói. Nói đi, con. Tần Nguyệt rút ra một thanh bảo kiếm, giơ lên thật cao, dùng âm thanh vang dội lớn tiếng hỏi. Phụ vương bệ hạ, xin hỏi ngài, bảo kiếm trong tay của ta, có sắc bén không? Tiếng nói của hắn rơi xuống, 800.000 đại quân dưới nghênh quân đài bỗng nhiên quát lên. Bén. Thanh uy rung trời, ngay cả nghênh quân đài cũng suýt chút nữa sụp xuống. Tần Chính hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt không có chút hồng hào. Tần Dương cũng là một mặt âm trầm, lặng lẽ không nói. Nội tâm của Tần Như Tuyết một trận khổ sở, nhưng ánh mắt của nàng không ở trên đài, mà là nhìn ở trước đại quân, nhìn thiếu niên anh tư hiên ngang kia. Vấn đề thứ hai, phụ vương bệ hạ, đại quân của ta, có uy vũ hay không? 800.000 đại quân cùng kêu lên hét lớn. Uy vũ! Tần Nguyệt lộ ra một nụ cười chiến thắng, nhẹ nhàng bắn bảo kiếm trong tay, phát sinh một tiếng long ngâm phóng lên trời, hắn lớn tiếng quát hỏi. Một vấn đề cuối cùng, bảo kiếm như vậy, đại quân như vậy, ta, Tần Nguyệt, con của ngài, có thể có tư cách tiếp quản thiên thủy quốc này không? Toàn trường yên tĩnh, tất cả đều vạn phần khiếp sợ, từng cái kích động dâng trào, chứng kiến một thời khắc vĩ đại của lịch sử. Tần Chính ở dưới sát khí của đại quân bức bách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng là run rẩy lợi hại, ở trong gió tựa hồ muốn tùy thời đổ đi. Ngay cả Tần Dương, cũng bị trận thế này cả kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng Lý Thuần Dương thở dài một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Hắn nhìn khuôn mặt hờ hững của Tôn Nhi dưới đài, nội tâm sinh ra tâm ý vui mừng, thầm nghĩ, vùng trời này, là của bọn họ. Dưới đài sắc mặt Trần Đại Sinh ngưng lên. Đột nhiên mãnh liệt lớn tiếng quát. Khẩn cầu bệ hạ thoái vị. Một tiếng la lên, nhất thời ngàn vạn hô ứng. Không chỉ có văn võ bá quan, càng có 800.000 đại quân cùng kêu lên. Khẩn cầu bệ hạ thoái vị. Khẩn cầu bệ hạ thoái vị. Khẩn cầu bệ hạ thoái vị. Tiếng khẩn cầu thoái vị truyền ra vạn dặm, toàn bộ thủ đô ở dưới thanh uy ngập trời kia dị thường yên tĩnh. Chỉ có từng nhóm cấm vệ quân, đứng trên đường cái trống không lắng nghe. Tần Dương vận đủ khí thế hét lớn. Tần Nguyệt, người đây là muốn tạo phản. Ánh mắt Tần Nguyệt cũng không thối lui chút nào, tiến lên nghênh tiếp cười lạnh nói. Phụ vương đã vì quốc gia này trả giá quá nhiều, hiện tại chính là thời điểm hắn di hưởng tuổi thọ, làm nhi tử ưu tú nhất của hắn, nên vì hắn bận tâm, quản lý quốc gia này. Hừ, nhi tử ưu tú nhất. Tần Dương cười lạnh một tiếng.
Ai sẽ tin? Tần Nguyệt lãnh đạm nói. Ai dám không tin? Ta! Một thanh âm cực không hòa hài từ phía sau truyền đến, mọi người dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn một chút thời khắc này người dám đứng ra, là can đảm cùng sức lực cỡ nào. Mấy bóng người chậm rãi từ phía dưới đi lên, trên người bọn họ cũng không có khí thế quá mạnh mẽ, nhưng cho người ta một loại cảm giác sùng kính, ở dưới phong độ này, sẽ không nhịn được khiêm tốn lên. Trương Thanh Phàm đại sư, Hứa Hàn đại sư, các ngươi xuất quan. Tần Nguyệt sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, trong con ngươi xẹt qua vẻ giận dữ. Thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên lại sinh biến số. Tần Nguyệt, ngươi rất ngông cuồng a. Trương Thanh Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhất thời để tâm Tần Nguyệt đột nhiên chìm xuống, hắn ngơ ngác phát hiện, khí thế trên người Trương Thanh Phàm tựa hồ cùng trước đây có chỗ bất đồng. Nếu nói trước đây lộ hết ra sự sắc bén, như núi cao để hắn ngưỡng mộ, hiện tại lại giống như một vũng bích thủy, không hề lay động, để ngươi căn bản phát hiện không ra sâu cạn. Trương Thanh Phàm đi thẳng tới trước mặt Tần Chính, khom người xuống, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, ta đến rồi. Trên mặt Tần Chính hiện ra vẻ tươi cười. Thanh Phàm, người đến liền tốt, mấy vị này là. Ánh mắt của hắn rơi vào mấy gương mặt xa lạ ở phía sau Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn. Trên người mấy người kia tỏa ra khí chất cao quý đồng dạng, hiển nhiên cũng là thuật luyện sư. Trong con người Trương Thanh Phàm ý cười lấp lóe, giới thiệu lên. Vị này chính là Hỏa Ô Đế Quốc thuật luyện sư công hội Nguyên Hạo đại sư, Nguyên Hạo đại sư chính là cấp 4 quân cấp thuật luyện sư. Vị này chính là Vương Thần đại sư, không chỉ là thuật luyện sư cấp 3, càng là đệ tử thân truyền của Dương Địch đại nhân. Vị này là Tôn Chính Tông, cũng là thuật luyện sư cấp 3. Vị này là hộ vệ của Nguyên Hạo đại sư, Vũ Tông Cường giả Tô Tường. Chi? Theo Trương Thanh Phàm giới thiệu, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, không nói hai gã thuật luyện sư cấp 3 khác, chỉ là một tên thuật luyện sư cấp 4, một tên Vũ Tông, cũng đã là tồn tại để mọi người ngước nhìn. Hơn nữa một người trong đó là đệ tử thân truyền của Dương Địch đối với Thiên Thủy Quốc mà nói, là tồn tại giống như thần linh. Mới vừa rồi từng cái khí thế ngập trời, hiện tại trái tim bắt đầu chìm xuống. Lý Thuần Dương cũng biến sắc, ngơ ngác nhìn Tô Tường, trên người đối phương mơ hồ lộ ra loại chân khí nguyên lực kia, để hắn khiếp đảm một trận, tuyệt đối là Vũ Tông không thể nghi ngờ. Hai mắt Tô Tường hơi nhắm, trong con ngươi một mảnh vẩn đục. Hắn tựa hồ nhận ra được ánh mắt của Lý Thuần Dương, cười lạnh, trong con ngươi lướt qua một chút ánh sáng, nhất thời như vạn tiễn xuyên tâm bắn vào trước ngực Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương rên lên một tiếng, tâm huyết trực tiếp chấn động ra. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để Nhất Tinh Vũ Vương chịu ám thương. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trên mặt chấn động. Người còn lại tự nhiên không biết hai người ở trong bóng tối giao thủ, ánh mắt Nguyên Hạo ở trên người mọi người lướt qua, khẽ cười nói. Trương huynh giới thiệu như vậy liền quá khách khí, ta là thuật luyện sư công hội của Hỏa Ô Đế Quốc phái tới phát huy trương. Trải qua kiểm tra hôm qua, Trương huynh cùng Hứa huynh đã thông qua sát hạch cấp 4, chính thức trở thành thuật luyện sư công hội cấp 4 quân cấp thuật luyện sư. Cái gì? Hắn vừa nói ra, nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh, chấn động không thôi. Hai tên thuật luyện sư cấp 4. Thiên Thủy Quốc dĩ nhiên đồng thời ra hai tên thuật luyện sư cấp 4, ngay cả Tần Chính cũng hiện ra vẻ kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn Trương Thanh Phàm, tựa hồ tìm chứng cứ. Trương Thanh Phàm cười nhạt. Bệ hạ, vận may mà thôi. Chi? Hắn vừa thừa nhận, nhất thời để hết thảy văn võ bá quan như rơi xuống vực sâu. Nhìn vẻ mặt đại vương tử Tần Dương mừng như điên, trong lòng từng cái đè ép tảng đá lớn. Tần Nguyệt cũng ngây người như phỗng, nguyên bản nắm chắc phần thắng, chờ Tần Chính thoái vị. Hiện tại 800.000 đại quân cùng văn võ bá quan đều ở sau lưng mình, thế nhưng ở trước mặt mấy lão giả tóc hoa dâm kia, lại có vẻ vô lực cùng bất lực như vậy. Thời khắc này hắn đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, cái gọi là vương bá hùng đồ, dĩ nhiên trở nên buồn cười như vậy. Tần Chính cười to, kịch liệt ho khan lên. Thanh Phàm, đã bao nhiêu năm, người rốt cục đột phá. Trên mặt Trương Thanh Phàm hiện ra vẻ tươi cười, trong con người tất cả đều là vẻ cảm kích. Bệ hạ, nhớ năm đó thời điểm ta hơn 20 tuổi liền bắt đầu đi theo ở bên cạnh ngươi. Đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tận lực ở trên thuật luyện chi đạo vô cùng vô tận thăm dò xuống. Đại khái ở hơn 10 năm trước, ta liền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, cho rằng đời này cuối cùng liền đứng ở cấp 3.
không nghĩ tới ông trời đối với ta quá quan tâm, dĩ nhiên lần thứ hai đột phá. Đột phá một cấp, không chỉ là thực lực khác nhau một trời một vực, hơn nữa tuổi thọ tăng cường cũng rất lớn. Nếu Trương Thanh Phàm không đột phá, sợ là thời gian còn lại cũng không nhiều, lần này là bỗng dưng lại thêm ra hơn 50 năm tuổi thọ. Nụ cười trên mặt Tần Chính dần dần thối lui, cô đơn nói. Đáng tiếc ta đã cách đại nạn không xa, không cách nào lại nhìn thấy Thanh Phàm ngươi huy hoàng. Nguyên Hạo nhìn dáng vẻ hai người ôn chuyện, cũng khá là cảm khái, hắn cười dài nói. Chúc mừng Tần Chính bệ hạ, chỉ cần Trương Đại Sư cùng Hứa Đại Sư, một trong hai người chịu ở lại Thiên Thủy Quốc, như vậy Thiên Thủy Quốc sẽ trực tiếp lên cấp thượng vị vương quốc, không cần tranh cướp. Thanh Phàm. Tần Chính dùng sức nắm lấy tay Trương Thanh Phàm, trong mắt tất cả đều là vẻ khẩn thiết. Trương Thanh Phàm nhìn cánh tay khô héo của hắn, nhất thời nội tâm thở dài một tiếng, tuổi tác của hắn so với Tần Chính còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Nhất thời an ủi. Bệ hạ yên tâm, đời ta liền ở lại Thiên Thủy Quốc. Huống hồ, Vân Tiêu Đại Sư mà ta cảm kích nhất cũng ở trong Thiên Thủy Quốc, ta làm sao cam lòng rời đi. Vân Tiêu Đại Sư. Tần Chính sững sờ, con mắt lộ ra vẻ mê hoặc, làm sao chưa từng nghe tới. Không sai. Lần này ta cùng Hứa huynh có thể đột phá, đều nhờ vào Vân Tiêu Đại Sư giáo dục. Trong mắt Trương Thanh Phàm tràn đầy cảm kích, Hứa Hàn cũng là một mặt sùng kính. Văn võ bá quan cũng từng cái hai mặt nhìn nhau, Vân Tiêu Đại Sư là ai? Thiên Thủy Quốc có người như vậy sao? Nguyên Hạo cũng cực kỳ giật mình, trong mắt sáng ngời nói. Ồ, không nghĩ tới Thiên Thủy Quốc còn có ẩn sĩ như vậy. Trương huynh mau mau dẫn kiến cho ta. Để ta cũng bái kiến vị đại sư này một hồi. Vương Thần cùng Tôn Chính Tông cũng lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ chờ mong, thuật luyện sư trong lúc đó có thể học tập cùng thỉnh giáo lẫn nhau, chính là cơ hội dị thường hiếm có. Tồn tại có thể một đêm giảng giải liền để hai tên thuật luyện sư cấp 3 lên cấp, bất kể là ai cũng hy vọng có thể chiêm ngưỡng một chút. Ánh mắt Trương Thanh Phàm ở trong văn võ bá quan từng cái đảo qua, cao giọng nói. Vân Tiêu đại sư có ở đó không? Thanh Phàm bái tạ đại sư chỉ giáo tri ân. Hứa Hàn cũng tiến lên cảm kích nói. Hứa Hàn bái tạ Vân Tiêu đại sư chỉ giáo tri ân. Hai tên thuật luyện sư cấp 4 hét cao, tất cả mọi người đều không dám nói tiếp, trong đầu nhanh chóng vận chuyển lên, muốn nắm bắt một tia tư liệu liên quan tới Vân Tiêu đại sư, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Lý Trường Phong ở dưới nghênh quân đài tự lẩm bẩm. Vân Tiêu đại sư, làm sao cùng nhi tử của ta trùng tên? Hàn Thiên Phương cười nói. Nói không chắc chính là tiểu tử Vân Tiêu A. Trần Lâm trầm giọng nói. Hiện tại thế cuộc triệt để nghịch chuyển, hai người các ngươi còn có tâm tư trêu đùa. Lạc Vân Thường lại chấn động trong lòng, giật mình nhìn Lý Vân Tiêu. Nàng cùng Cổ Vinh đều hiểu, hai người Trương, Hứa nói tới đại sư, chính là thiếu niên chỉ có 15 tuổi trước mắt này. Nếu bị người điểm danh, tự nhiên không thể lại im lặng không lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.